Ok, hello. Chào mừng quý anh chị cùng quay trở lại với kênh ITP Club Channel đến với buổi livestream vào giờ trưa hàng ngày cùng với em Xuân Thủy. Chúc cả nhà mình có một buổi trưa tràn đầy niềm vui, niềm năng lượng và nhiều may mắn anh chị nhé. Và cũng như thông qua buổi livestream của em thì anh chị em mình có những vấn đề cần tư vấn về thị trường chứng khoán, về những mã cổ phiếu và danh mục quý anh chị nên nắm giữ thì quý anh chị mình hãy comment lên để em Xuân Thủy được hỗ trợ trả lời và tư vấn quý anh chị nhà mình nhé. Anh chị em tham gia xem buổi livestream của em thì giúp cho em những lượt like, lượt chia sẻ và lượt đăng ký kênh. Và nếu anh chị thấy video livestream của em thì hữu ích thì là đừng quên comment những trái tim màu tím. Đó. Quý anh chị mình tham gia livestream của em thì hãy nhấn nút like thật nhiều, một nút chia sẻ và nút đăng ký kênh anh chị nhé. Để thị trường sẽ có sự tích cực đúng không ạ? Hiện tại thì là điểm số của thị trường đang là 1.170 rồi. Ok. Sau đây kính mời quý anh chị cùng nhìn về thị trường. Hiện tại là 11 giờ 25 phút đó, ngày 19 tháng 4 năm 2024. Và cũng chỉ còn là 4 phút nữa thôi là sẽ kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến thời điểm hiện tại thì thị trường lại tiếp tục bị chiết khấu điểm anh chị nhé. So với mốc tham chiếu hiện tại đang bị giảm là 12,74 điểm, tương với 1,07%. Mốc thanh khoản mà thị trường trong buổi sáng ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại và đang đạt được là 7.366 tỷ anh chị nhé. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang có xu hướng là mua vào. Anh chị em tham gia xem livestream của em thì hãy nhấn nút like cho em đi ạ. Anh chị em mình hãy like thật là nhiều. Anh chị nhé, thả thật nhiều trái tim màu tím nhé. Đó, và đây là bản đồ nhiệt thể hiện cái tình hình giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài anh chị ạ. Tính thời điểm hiện tại thì họ đang mua vào rất là nhiều mã. Đó, tuy nhiên là nhìn về cái thị trường trong nước, đó anh chị thấy là rất là nhiều tất cả hầu như tất cả các mã mà thị trường ở trong nước, nó nhà đầu tư cá nhân ở trong nước đang bán ra rất là nhiều. Chỉ có SHB thì là xanh thôi. BCG, TCD. QCG là xanh, còn lại tất cả những mã cổ phiếu hiện tại đang bị bán ra. Còn phía nhà đầu tư nước ngoài thì họ đang mua vào. Đúng không ạ? Và cũng chỉ còn một phút nữa thôi là sẽ kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024. Và ngày hôm nay là cũng là cái phiên đóng nến tuần anh chị nhé, là một cái phiên cuối tuần đúng không ạ, đóng nến tuần. Và hiện tại điểm số đang là 1.169,67.
Ok, và như vậy là đã là 11 giờ 30 phút rồi. Và phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 4 năm 2024, cũng đã là tạm dừng. Và điểm số hiện tại của Việt Nam Index đang là 1.169,93. Hiện tại là bị giảm 12,74 điểm so với mốc tham chiếu và tương ứng với 1,07%. Mốc thanh khoản mà thị trường tính đến thời điểm hiện tại đang đạt được là 7.366,01 tỷ. Đó. Và nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài thì kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì nhà đầu tư nước ngoài họ đang có cái xu hướng đó là mua vào với cái tỷ trọng là 85,69 tỷ. Nhìn về điểm số của cả ba sàn từ cơ sở cho đến VN30 và đến phái sinh sau phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì bên nhóm cơ sở cụ thể là điểm số của Vietnam Index đang là 1.169,93 thì đang bị giảm. Đó anh chị nhé. Đang bị giảm mà. 23,08 23,08 điểm anh chị nhé. Còn bên cái file này hình như là nó bị, đúng rồi, nó bị lag anh chị nhé. File này nó bị lag này. Hiện tại là đang bị giảm là 23,08 điểm. Đó là điểm số của Vietnam Index. Đó, tương ứng với 1,93%. Còn bên nhóm VN30 thì với điểm số là 1.190 thì cũng đang bị giảm là 20,74 điểm, tương ứng với 1,71%. Bên nhóm phái sinh thì với điểm số 1.194,7 thì cũng đang bị giảm là 16,3 điểm, tương ứng với 1,35%. Đó, như vậy là bên Faien nhé anh chị nhé, Faien là bị lag này, không hiện là cái số điểm bị giảm luôn. Đó. Dữ liệu Faien bị lag. Rồi ok, và kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại thì thị trường đang có 42 mã tăng và 447 mã giảm, 39 mã ở mốc tham chiếu. Thì nhìn lên bản đồ nhiệt thì với một cái phiên tiếp tục thị trường bị chiết khấu điểm hơn 20 điểm trong buổi sáng ngày hôm nay thì hiện tại thì thị trường là rất nhiều mã đỏ vàng cam đúng không ạ? Đó. Và tác động đến cái sự giảm điểm của thị trường tiếp tục trong phiên ngày hôm nay thì đến từ những cái mã như là VIX, Vinhome, Ngân hàng Công Thương, Techcombank, BCM, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, FPT, SAB. Đó là những cái mã mà tác động đến cái sự mạnh mẽ nhất đến cái sự giảm điểm trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Thì mình nhìn về phía nhà đầu tư nước ngoài, tính thời điểm hiện tại thì kết thúc phiên giao dịch thì với những cái mã mà rất là nhiều nó họ mua vào, trong nước thì bán ra vậy nhé, và nước ngoài thì lại mua vào, và cái tỷ trọng mua ròng trong buổi sáng ngày hôm nay của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại là đang là 85,69 tỷ đồng. Đó. Thì nhìn về cái chiều biến động của những cái mã cổ phiếu mà đạt tổng khối lượng lớn nhất trên thị trường sau phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì đứng đầu đó là VIX với tổng khối lượng giao dịch là hơn 24 triệu 300 nghìn cổ phiếu, thì VIX hiện tại bị giảm là 5%. Tiếp theo là Novaland với tổng khối lượng giao dịch hơn 20 triệu 700 nghìn cổ thì Novaland hiện tại đang bị giảm là 4,98%. Tiếp theo là DIG với tổng khối lượng giao dịch hơn 20 triệu 300 nghìn cổ thì DIG cũng đang bị giảm là 4,86%. Tiếp theo đó là SHB với tổng khối lượng giao dịch là hơn 19 triệu 700 nghìn cổ thì SHB hiện tại đang tăng nhẹ anh chị nhé, là tăng được 0,45%. Đó duy nhất là chỉ có SHB thôi, là thì sau phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay vẫn có giữ được sắc xanh. Thì đây cũng cũng như là trên cái bản đồ nhiệt anh chị nhé. Đó, trên bản đồ nhiệt này. Đó, nhìn với chiều biến động của thị trường thì đúng là có mỗi SHB. Đó, bên cạnh đó có BCG, TCD, QCG. Chỉ còn có vài mã giữ được cái sắc xanh của mình thôi. Thế còn lại là tất toàn thị trường là đang chìm trong sắc đỏ anh chị nhé. Và để trước khi đi vào chuyên mục là hỗ trợ trả lời tư vấn quý anh chị mình thì em Xuân Thủy sẽ được điểm qua về cái điểm số của thị trường. Cụ thể là điểm số của Việt Nam Index đang là 1.169,93. Nó kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Tiếp tục với một cái phiên là mở gap giảm. Anh chị nhé, mở gap giảm. Thì hiện tại thị trường đang bị chiết khấu với cái mức điểm là hơn 20 điểm. Thì về cái mốc đồng nến 1.169,93 này. Đó, thì cũng như là những cái video trước em Xuân Thủy cũng đã nhận định đó là gì ạ? Thì cái sang tuần sang phiên giao dịch ngày hôm nay anh nhé, thì khả năng Vietnam Index sẽ tiếp tục, nếu như tiếp tục bị chiết khấu thì có thể là chạm đến cái mốc 1.180, và đúng như sáng ngày hôm nay này anh chị này, nó đã tới cái mốc 1.180
và tiếp tục bị chiết khấu và đi xuống bên dưới cái mốc 1180 rồi. Hiện tại bây giờ là 1169,93, quanh cái vùng là 1170 rồi, đúng không ạ? Thế và còn trong cái xu hướng tiếp tục bị chiết khấu điểm nữa anh nhỉ nhá, thì Việt Nam Index có thể sẽ về cái vùng thấp hơn nữa, đó là có thể là về quanh cái vùng là 1157, 1158 hoặc là 1150, 1151 đó anh chị nhé, 1151 đó là cái mốc khả năng nếu như mà thị trường còn điều chỉnh thì đó là cái mốc tiếp theo mà Việt Nam Index có thể là chạm tới, đúng không ạ? Thế còn bây giờ là 1170 mà về đến 1151 đúng không ạ, 1150 thì nó cũng chỉ còn là 20 điểm nữa thôi, đúng không ạ, 19-20 điểm nữa thôi đó. Và tính từ cái phiên giảm đầu tuần cho đến bây giờ thì cũng đã là ngót nghét là 100 điểm rồi, đúng không ạ? 100 điểm rồi. Đó. Thì còn 20 điểm nữa thôi mà trong cái giai đoạn thị trường nó đang chiết khấu điểm như vậy thì cũng có khả năng rất là cao anh chị nhé. Trong mọi cái tình huống là thị trường đã bị điều chỉnh như vậy thì khả năng giảm điểm là vẫn còn đang trong cái giai đoạn là đang chiết khấu, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là cái nhịp hồi thì chưa có một cái tín hiệu gì cho thấy được nhịp hồi cả, đúng không ạ? Đó. Thậm chí ngày hôm nay mở gáp giảm anh nhé, mà lớp gáp vẫn chưa lấp, đúng không ạ? Đó, cho nên là với cái xử lý với cái tình hình hiện tại bây giờ thì quý anh chị mình, đối với những quý anh chị nào mà đang nắm giữ tài khoản đó mà không sử dụng tỷ lệ margin, đúng không ạ, không sử dụng sử dụng cái tài khoản margin để mà nắm giữ cổ phiếu nhá, thì anh chị em chúng ta cũng không nên là quá lo lắng, đúng không ạ? Không nên quá lo lắng, bởi vì sao, anh chị có thể nắm giữ được, bởi vì cái thị trường nó đang bị rơi điểm như vậy, rơi đến 100 điểm như vậy rồi, đúng không ạ? Thế mà bây giờ thì anh chị em mà đem hàng ra bán nữa thì thực sự là nó đã gần về đến mức là hết cỡ rồi anh chị nhé. Mà anh chị còn chịu đựng được 100 điểm còn chịu đựng được, đúng không ạ? Thì cũng chỉ còn 19-20 điểm nữa thôi là nó sẽ về đến biên đáy cuối cùng đấy rồi. Đó. Thì mà quý anh chị mà tài khoản, đúng không ạ, không sử dụng cái tỷ lệ margin thì cũng sẽ là yên tâm, không bị cái sự cảnh báo của từ call margin anh chị nhé. Hoặc là cảnh báo cái tỷ lệ tài khoản nó không an toàn, đúng không ạ? Thì anh chị em chúng ta vẫn có thể nắm giữ được. Đó. Thế còn về cái chiến lược mà với những quý anh chị mình sử dụng tài khoản margin thì em Xuân Thủy cũng đã là có cái tư vấn từ những cái phiên trước rồi, đúng không ạ? Từ phiên đầu tuần rồi, là khi mà thị trường có những cái phiên nó chiết khấu điểm hoặc là có sự không an toàn thì quý anh chị mình cân nhắc hạ cái tỷ trọng margin xuống, đúng không ạ? Từ cái tuần trước là em Xuân Thủy cũng đã cảnh báo và cũng đã là tín hiệu cho anh chị em trong group của em rồi, cũng như là cái buổi livestream của em thì em cũng đã là tư vấn quý anh chị mình rồi, đúng không ạ? Đó là hạ cái tỷ lệ margin xuống. Đó, về cái mức an toàn. Và nếu như tiếp tục thị trường chiết khấu thì tiếp tục hạ cái tỷ lệ margin xuống anh chị nhé. Đó, đúng không ạ? Để làm sao để đạt được cái mức an toàn nhất khi mà quý anh chị mình trong cái thị trường mà nó đang có cái xu hướng không tốt như hiện tại bây giờ. Đó. Thế còn trong khung đồ thị H1 thì điểm số của Vietnam Index hiện tại bây giờ đang là 1169 thì bị giảm khá sâu rồi nhé. Giảm khá sâu ở trong khung H1 rồi, đúng không ạ? Khách sạn thì không có thể là giúp được nhiều với điểm số Vietnam Index nữa rồi. Đó. Với một cái phiên mở gáp giảm như vậy, đúng không ạ? Từ đầu tuần đến cái phiên đầu tuần bị giảm 60 điểm. Tuy nhiên rằng là gì ạ? Là nó cũng không mở gáp giảm như ngày hôm nay. Ngày hôm nay mở hẳn gáp giảm anh nhé, hở gáp luôn nhé, chưa quay về lớp gáp. Đó, và trong khung đồ thị 15 phút này thì Vietnam Index là luôn luôn là bị điều chỉnh điểm, đúng không ạ? Luôn luôn bị điều chỉnh điểm từ cái phiên sáng đến bây giờ. Đó. Nó quay về được 1187, sau đó là liên tục bị điều chỉnh chiết khấu điểm. Rồi, ok. Và sau đây thì em Xuân Thủy sẽ gặp vào cái chuyên mục, đó là hỗ trợ và trả lời quý anh chị nhà mình nhé. Quý anh chị mình tham gia xem livestream của em thì hãy nhấn nút like cho em đi ạ. Và ok chưa ạ? Và quý anh chị mình cần tư vấn về những vấn đề về thị trường, về danh mục đang nắm giữ hoặc là những mã cổ phiếu thì quý anh chị mình hãy comment lên nhé. Em chào anh Thiên Phúc Trần, chào anh chị Thúy An Bùi. Chiều nay có khách sạn hút lên. Khách sạn thì có anh chị nhé, khách sạn thì có từ hôm phiên trước rồi. Tuy nhiên rằng là với một cái thị trường hiện tại nó đang có xu hướng giảm như vậy bây giờ thì khách sạn cũng có lẽ là không có cái tác động mạnh mẽ như là cái giai đoạn thị trường nó đang tích cực hoặc là đang đi ngang anh chị nhé, đúng không ạ? Với cái biên độ rơi điểm hoặc gáp như vậy thì khách sạn vẫn tồn tại, nó đã có từ hôm qua rồi anh chị, đúng không ạ? Có từ hôm qua rồi. Tuy nhiên là bây giờ thì cả H1 này, cả 15 phút này đều có cái trạng thái khách sạn. Tuy nhiên rằng là nó chưa cho thấy cái sự tác động mạnh mẽ để kéo cái điểm số của Vietnam Index lên, đúng không ạ?
file end của bên mình bình thường. Em không hiểu sáng nay cái file end của em nó cứ lag, rất là buồn cười anh chị nhé. Đây này, hiện tại file end này anh chị thấy không, nó còn không hiện là bị giảm bao điểm luôn, không hiểu là làm sao. Đó, đấy, cứ em nằm lại cái xong bắt đầu là nó lại thế này. Đó, bên này thì để hiện này, bên này thì để không. Đó, không hiểu nó làm sao cả, rất là buồn cười. Nó giảm ghê quá, thế là cái file end này nó cũng lag luôn rồi. Để em thử bấm lại xem nào. Đó, đúng rồi, thế bây giờ nó mới được này, nó bị lag. Anh chị like mạnh cho em đi ạ. Ok chưa ạ? Quý anh chị mình mà không tài khoản không dùng margin nhé, dùng tài khoản một bên VPS, anh chị em mình tham gia đầu tư thì anh chị em mình là cũng có thể là yên tâm đúng không ạ? Thì tài khoản nó chỉ là bị giảm, nó là giảm cái phần nghĩa là nó sẽ thể hiện cái phần lỗ của mình thôi. Tuy nhiên nếu quý anh chị mình mà dùng tài khoản margin thì sẽ là rất là không an toàn anh chị nhé. Với cái thị trường nó luôn liên tục bị chiết khấu điểm như vậy thì cái tài khoản của anh chị nó sẽ rơi vào cái tình trạng là không an toàn và báo động đúng không ạ? Em chào anh IQB Official nhé. Anh cho xin điểm mua dài hạn của DIG và Hòa Phát SSI DIG. Đối với quý anh chị mà muốn tham gia đầu tư nắm dài hạn, ở trong cái giai đoạn hiện tại anh chị nhận ra rất nhiều mã cổ phiếu nó đã về đến cái điểm đầu tư chung và dài hạn rồi. Tuy nhiên là thị trường nó vẫn đang có cái sự chiết khấu điểm đúng không? Chiết khấu điểm rất là mạnh mẽ và chưa có cái xu hướng tạo đáy cũng như là có cái tín hiệu là chứng lại nha anh chị nhé. Thế thì để quý anh chị mình đầu tư đúng không ạ? Để tham gia những cái mã cổ phiếu mà nó đã về cái điểm đẹp ở trong chung và dài hạn đúng không ạ? Thì đây DIG hiện tại trong khung tuần. Khung tuần thì anh chị nhìn thấy đâu? Đây là cái biên tất cả cái biên đáy bên dưới nhá, một thời gian rất là nhiều tuần đúng không ạ? Thì những DIG nó vẫn chưa về tới đâu. Mà ví dụ cụ thể là 26.1 quanh cái vùng 26 anh chị nhá. Thì DIG khi đó đúng không ạ? Nó mới về đứng cả cái vùng gọi là biên đáy cuối cùng của cái khung tuần. Và cụ thể nữa là trong khung tháng anh chị nhá. Đây, khung tháng thì nó cũng phải về đến đúng cái vùng quanh vùng 26 cơ anh chị nhé. Thì nó mới là về bên đáy của khung tháng. Mặc dù đấy là những cái tháng là năm của 2024 này thôi. Tuy nhiên là cái thấp nhất của DG thì nó lại vô cùng là sâu đúng không ạ? Đó. Thế cho nên là nó về cái vùng đó là 26.3 hoặc quanh vùng 26 thì khi đó thì quý anh chị mình mới có thể là cân nhắc, mới có thể là tham gia bắt cái con DG này ở trong dài hạn được nhé anh chị nhé. Còn hiện tại bây giờ thì đúng không ạ? Hiện tại bây giờ thì ngắn hạn nó đã gãy rất là nhiều cái hỗ trợ ở nó rồi. Và HPG, thép Hòa Phát anh chị nhé. Thép Hòa Phát thì đây là trong ngắn hạn đương nhiên là nó đang bị giảm rất là mạnh đúng không? Mất cả hỗ trợ giao găm. Tuy nhiên bên dưới nó vẫn còn một cái hỗ trợ nữa, là hỗ trợ giao găm của Hòa Phát là quanh vùng 27 đó. Và ở cái mốc hiện tại là 27.8 đây, thì thép Hòa Phát cũng đang là quanh cái hỗ trợ giao găm ở trong khung tuần là quanh vùng 28 đúng không ạ? Quanh vùng 28 đó, thì cái phiên ngày hôm nay là đóng đến tuần anh nhé. Và đóng đến tuần thì nếu ngày hôm nay Hòa Phát mà không quay lại cái vùng 28 hoặc cả 28.1 thì có nghĩa rằng là gì ạ? Là nó cũng đã đánh mất đi cái giao găm ở trong khung tuần. Thì khi mất đi giao găm trong khung tuần thì khả năng anh nhìn nhé, đây khả năng nó sẽ quay về cái biên dưới là quanh cái vùng là 27 rất là cao đó, thậm chí là vùng 26.8 đó anh chị nhé. Thì về đến vùng 27 đó, thì khi đó quý anh chị mới bắt đầu có thể là cân nhắc để tham gia đầu tư cái mã HPG được. Thế còn ở hiện tại bây giờ là 27.8 đúng không ạ? Anh chị mình khi mà đối với những anh chị mình đang cầm full tiền nhé, thì có thể bắt đầu cân nhắc là gom dần được rồi đúng không ạ? Bởi vì nó đang trên đường về đúng cái vùng đẹp để là nắm dài hạn rồi nhé anh chị nhé, đúng không ạ? Ok, và một mã nữa là SSI. SSI thì đây, sau khi nó từ bên trên bị chiết khấu và rơi về bên dưới không giữ được, ngày hôm nay tiếp tục bị rơi. Và SSI nó vẫn còn cái hỗ trợ nữa, hỗ trợ cuối cùng anh chị nhé, ở cái vùng là 32.45 đó, 32.45 đây, nó là cái hỗ trợ cuối cùng của SSI trong ngắn hạn đó. Thế và còn trong khung tuần thì SSI với cái mốc hiện tại thì nó đã trở về cái quanh cái vùng giá, nó là từ ngày 5/1/2024, có nghĩa là vùng giá từ đầu năm rồi đúng không ạ? Như vậy là con SSI này so với vùng giá bây giờ đó anh nhỉ, so với mức cao nhất đúng không ạ, mức cao nhất, điểm cao nhất thì nó đã bị chiết khấu tới 18% rồi đó, chiết khấu lên tới hơn 18% rồi
Ok, xin phép anh chị em nghe điện thoại một chút nhé. Alo, chào anh ạ, em là Long, có liên hệ với anh từ bên trung tâm hỗ trợ An Kha. Bên em thì đang có chương trình gửi tặng mình bộ tài liệu hoàn toàn miễn phí hỗ trợ anh tìm hiểu về mảng đầu tư kinh tế ạ. Thế không biết là mình có dùng Zalo là số điện thoại không? Em sẽ được gửi qua Zalo để tham khảo ạ. Anh đang bên bộ phận tư vấn hỗ trợ khách hàng đầu tư chứng khoán em nhé. Anh đang bận, anh live stream nhé. Ok, cảm ơn anh chị đã chờ đợi nhé. Rất là phiền phức anh chị đang live stream có số điện thoại gọi cứ tưởng là người quen. Thế nhưng mà lại là một cái bạn gì đó ở bên công ty gì đầu tư thứ gì đấy. Mình thì đang hỗ trợ khách hàng đây. Người ta lại cứ muốn là mình về với cái Zoom của người ta là người ta hỗ trợ mình thì không hiểu là người ta muốn hỗ trợ em cái gì. Đúng không ạ? Ok, em xin quay lại chương trình nhé. Đối với SSI anh chị đây, đúng không ạ? Thì nó đã bị chiết khấu như vậy là tính thời điểm hiện tại bây giờ nó đã là hơn 18% rồi. Tuy nhiên rằng trong khung tuần SSI vẫn còn một cái cản, à xin lỗi, còn một hỗ trợ nữa trong khung tuần, đó là cái vùng là 31.36, là quanh vùng 31.4 này nhé. Đây thì đây ở trong ngắn hạn nó vẫn còn một hỗ trợ giao găm trong khung tuần, đúng không ạ? Nó vẫn còn giữ được giao găm chưa về tới nhé. Và khung tháng đây SSI anh chị thấy không, nó vẫn ở quanh cái vùng mới rất là lớn, đúng không ạ? Còn ở hỗ trợ SSI bên dưới này rất là sâu cơ, cho nên là SSI mà anh chị mà để với cái hiện tại bây giờ chưa có cái điểm phù hợp để nắm lâu dài anh chị nhé, thì cái điểm phù hợp để nắm lâu dài ít nhất còn SSI nó phải về được cái vùng đó là 31.4, đó quanh cái vùng 31.3, 31.4 nhé anh chị nhé. Thì khi đó quý anh chị mình mới có thể là cân nhắc, đúng không ạ? Cân nhắc mới thể là bắt đầu là gom. Thế còn bây giờ thì nó ở trong cái trạng thái bây giờ nhé, ở trong ngắn hạn nó vẫn giữ được giao găm ở quanh vùng 32.45 cơ, đúng không ạ? Thì là vẫn chưa phù hợp anh chị nhé. Và khi với những cái cổ phiếu mà thị trường bị giảm, bị chiết khấu như vậy như con SSI này chẳng hạn nhé, mà nó vẫn chưa chưa mất giao găm, đúng không? Thì có nghĩa là cái dư địa hồi của nó vẫn còn, đó anh chị nhé, trong ngắn hạn là vẫn còn nó với con SSI này. Ok, và tiếp tục, em cảm ơn anh Trần Quang Huy, cảm ơn anh chị Dry Magic, cảm ơn anh Tú Phạm, cảm ơn anh chị Phương Mạnh, cảm ơn anh Cường Đặng, cảm ơn anh chị My Home TV, cảm ơn chị Võ Tám, cảm ơn quý anh chị đã dành tặng cho em Xuân Thủy rất là nhiều trái tim màu tím nhé. SHS và DigiCore mua mới được không? Ok, để em xem này. SHS thì sáng nay đây này anh chị này. Hiện tại bây giờ nó đang 17.3, đúng không ạ? 17.3 thì đây này anh chị, 17.3 nó chính là cái đang chạm đúng cái hỗ trợ giao găm ở trong khung tuần. Đó, của SHS 17.3 này. Thì cũng như cái thời gian trước đấy, anh chị thấy không? Đây này, chính cái thời gian này này, cái thời gian vào tháng tháng 2 năm 24 đây, thì cái thời gian đó là SHS nó cũng bị giảm khá nhiều. Khi mà anh có những anh chị mua ngày, em nhớ ngày đó là 17.8 đúng không? Đến 18 chấm mấy, 18.3 thì luôn luôn hỏi là SSS có giữ được không? Thì em có nói rằng là gì ạ? SSS trong khung tuần nó vẫn giữ được cái mốc 17.3 thì quý anh chị mình vẫn nắm giữ được, đúng không ạ? Thì hiện tại bây giờ nó vẫn đang đúng là về đúng cái 17.3. 17.3 này nó là cái hỗ trợ giao găm ở trong khung tuần của SSS. Đó. Và nếu như ngày hôm nay một phiên đóng đến tuần SSS nó không mất đi cái vùng 17.3 thì có nghĩa rằng là gì? Là trong trung hạn của nó vẫn là cũng là có thể là tham gia đầu tư luôn được cái vùng này, bắt đầu gom hàng dần được, bởi vì nó vẫn giữ được cái hỗ trợ của nó, đúng không ạ? Ở vùng 17.3. Thế thì anh chị em mình khi mà cái phiên ngày hôm nay, đúng không ạ? SSS nó đã nhúng xuống là thấp nhất là 16.8 đây này. Đầu phiên nó rút chân, đúng không ạ? Có nghĩa rằng là nó đã một lần chặn, một lần xuyên qua giao găm rồi, thì khả năng lần sau thì khả năng là nó sẽ là chạm một lần nữa, thì càng chạm nhiều anh chị nhé, thì cái giao găm nó càng dễ mất đi, đồng nghĩa rằng là cái giá 17.3 sẽ dễ bị phá vỡ, có đúng không ạ? Thế thì quý anh chị mình hãy khoan từ từ, mình hãy sang từ từ đầu tư với cái mã SHS nhé anh chị nhé, đúng không ạ? Thì để cho nó có cái sự hồi phục đi, đúng không ạ? Hồi phục hồi điểm trở lại thì quý anh chị mình vào sau thì nó sẽ an toàn hơn, chứ còn bây giờ nếu mà mua vào thì nó cũng khá là rủi ro anh chị nhé. Nếu quý anh chị nào mà chấp nhận rủi ro gom dần, đúng không ạ, từng phần nhỏ nhỏ một, thì theo đúng cái chiến lược như thế là cũng có thể được, bởi vì khi mình mua từng phần nhỏ nó thì mình vẫn có thể là dễ xoay sở hơn là quý anh chị mình tham gia mua một lần đủ hàng luôn, đó có đúng không ạ? Rồi là DigiCore. Đó, ok, DigiCore này, DigiCore thì hiện tại đã mất hỗ trợ giao găm trong ngắn hạn rồi, trong khung tuần cũng mất luôn, đúng không ạ? Và nó còn một cái hỗ trợ trong khung tuần nữa ở cái vùng là 48.43, thì mãi tận dưới này cơ. Đó. Trong khung tháng thì DigiCore nó vẫn còn
còn đầy đủ hỗ trợ nhé anh chị nhé, còn đầy đủ hỗ trợ. Thế tuy nhiên rằng là cái khách sạn ở khung tháng này anh chị này, đúng không? Khách sạn trong khung tháng nó đang hút cái mã DCG này về. Đó. Mà về tới khách sạn khung tháng nhé thì nó là cái vùng là 48.43 cơ. Đúng không ạ? 48.43 thì 48.43 nó là ở vùng nào? Thì nó chính là cái vùng này. Đây. Nó là cái vùng này của trong khung tuần. Đó anh chị nhé. Cho nên là quý anh chị mình hãy khoan tham gia đầu tư đã vội. Bây giờ nó đang còn chiết khấu anh chị. Bây giờ anh chị mà tham gia ở đây thì có thể nhặt dần thôi, nhặt từng phần và nhỏ một thôi anh chị nhé, chứ không nên mà mua nhiều. Mua nhiều là đến lúc là kẹt hàng. Mà nếu như thị trường nó điều chỉnh đây mà nó còn điều chỉnh về quanh cái vùng 1150, 1151 ấy, đúng không ạ? Thì đương nhiên là những mã cổ phiếu mà anh chị tham gia mua cái điểm này nhé, thì đương nhiên là nó sẽ bị lỗ rồi, có đúng không ạ? Mà nhặt dần được thì đến khi mình gom dần, đến khi nó vùng vùng dưới này đúng không ạ, là mình cũng là gom được nhiều nhiều rồi, và cái giá của mình nó cũng sẽ là không bị cao như ở hiện tại, đúng không ạ? Đó đó là quý anh chị mình gom hàng một cách là từ từ, đúng không ạ? Em là cho anh Trần Khôi nhá, full cast rồi mình anh em ngoài kia bình an, thị trường mau tạo đáy. Nói chung là đó là cái tâm lý của anh chị em mình. Nói chung anh chị em mình mà không dùng tài khoản margin đúng không ạ, thì cũng không nên quá lo lắng. Đó. Hiện tại về trong buổi sáng ngày hôm nay thì em đã nhận được một số cái nguồn tin, đó là rất là nhiều cái tài khoản dùng tỷ lệ margin là cũng bị cảnh báo rồi, bị call margin rồi, rất là nhiều. Đúng không ạ? Ok anh chị Phương Mạnh nhé, anh liên hệ với em qua số điện thoại trên Zalo trên màn hình anh nhé. Anh muốn mở tài khoản đúng không ạ? Anh liên hệ với em. Đó, inbox cho em qua cái số Zalo anh nhé. Đó thì em sẽ hướng dẫn anh mở mới tài khoản. Đó, ok anh. Bây giờ thì đúng vậy, nếu như tài khoản cũ của anh chị ạ, đúng không ạ, mà nó đã kẹt hàng rồi nhé, thì là mà anh chị không dùng mà không dùng cái tỷ lệ margin đúng không ạ, thì cứ để nguyên. Thì bây giờ anh chị có thể là mở tiếp một cái tài khoản nữa đúng không ạ, để bắt những cái giá thật tốt nó ở cái vùng đáy của cái chiến lược nắm lâu dài đúng không ạ, thì nó ok. Chứ còn bây giờ nếu quý anh chị mình mà lại mua tiếp trên cái tài khoản mà anh chị đang nắm giữ ấy nhé, nó qua sẵn hàng rồi ấy đúng không ạ, thì tự nhiên nó lại thành cái chiến lược là trung bình giá đó đúng không ạ, thì cái tài khoản mới đấy anh chị là có thể là anh chị mở đấy để mình nắm lâu dài luôn, bởi vì cái vùng điểm mua nó là hẳn một cái tài khoản mới này và cái giá mua mới đúng không ạ, chứ nó không bị trung bình, nó bị rằng chia giá ra so với cái tài khoản cũ của anh chị nữa đúng không ạ. Vậy thì anh chị mà anh chị Phương Mạnh nhé, ok chưa, anh chị cứ liên hệ với em inbox của em qua Zalo ở trên màn hình nhé, rồi là một lần em sẽ gửi cho anh cái hướng dẫn để mở tài khoản đúng không ạ. Cảm ơn chị Võ Tám nhé, cảm ơn chị dành tặng cho em Xuân Thủy trái tim màu tím. Em chào anh Tránh Nguyễn, cho mình hỏi con PDL nên nắm tiếp không hay nên bán ra? PDL sáng nay nó bị lại tiếp tục này anh chị này. Cũng là như thị trường luôn, như điểm số của VnExpress nó cũng rơi hở gap luôn và cũng có rút chân quay trở lại nhưng vẫn chưa lấp gap đúng không ạ? Còn PDL này thì hiện tại bây giờ nó đang giảm khá sâu rồi. Nó hiện tại sáng nay với cái mốc đấy hiện tại bây giờ con PDL nó đang là đánh mất đi hiện tại tạm thời nhé, đánh mất đi cái cắt qua cái hỗ trợ giao găm cuối cùng của nó. Đó. Tuy nhiên là trong khung tuần thì nó vẫn ở bên dưới, nó vẫn còn còn mây. Đó, và còn cái giao găm đỡ nữa ở cái vùng là 21.7. Đó. Thì kể cả cho nó về cái vùng 21.7 gì nhé, thì nó cũng là về quanh cái vùng giá vào cái thời gian đó là ngày mùng 3 tháng 11 năm 23. Đúng không ạ? Bởi vì anh chị thấy rằng là gì? Thì từ cái ngày đây, từ tháng 11 tháng 11 năm 23 nhé. Đây ạ. Đúng không ạ? Từ cái vùng giá này nhé, thì mà cho đến cái vùng cao nhất trong tháng 4 này đúng không ạ, thì còn PDL này tính từ tháng 11 năm ngoái nó tăng được 54% đúng không ạ, từ tháng 11 năm 23 đến bây giờ đến cái tuần ngày mùng 5 tháng 4 ấy đấy, đây từ ngày bao nhiêu đây, ngày mùng 3 11 đến ngày mùng 5 tháng 4 năm 24 thì nó tăng được 54% đúng không ạ, và bây giờ nó quay trở lại, bắt đầu quay trở lại chiết khấu, tuy rằng nó chưa về đến vùng đó đúng không ạ, thế nhưng mà nó cũng đã là quay trở lại khá nhiều, trả điểm khá nhiều rồi. Thì còn đối với cái mã PDR của anh Tránh Nguyễn nhé, anh không dùng tài khoản margin thì anh có thể nắm giữ tiếp để đến khi mà các con PDR này ấy, đó
nó sẽ ngừng rơi điểm, thì khi đó sẽ có cái chiến lược cụ thể đó, để mình trung bình giá con PDR này, đúng không ạ? Nhưng quan trọng là gì, anh chị phải không sử dụng tài khoản margin anh chị nhá, thì mới có thể nắm giữ được, chứ không thì sẽ cái độ an toàn tài khoản là luôn luôn lúc nào cũng ở mức cảnh báo, đúng không ạ, với cái tình thị trường hiện tại bây giờ. Xin chào Andy Nguyễn, KBC đất xanh T0 được không? KBC đất xanh T0 thì không hiểu là quý anh chị mình định T0 như thế nào, đúng không? KBC định T0 thì không kiểu gì, nó có hồi đâu mà T0, đúng không anh chị? Thế nếu mà mua ở đây, hiện tại KBC đang giảm mức thấp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay rồi, là mốc 28. Đó, gãy luôn cả nốt cái giao găm trong khung tuần. Ta vào trong khung tháng này, khung tháng nó đang có xu hướng về đúng cái hỗ trợ giao găm là 27.37. Đó, 27.4. Thế bây giờ anh chị T0 xác định được là cái mã cổ phiếu đó nó có cái sự hồi trở lại nhé. Anh chị mua ví dụ mua 28 đúng không? Sẵn lượng hàng. Đó, mua 28 khi nó hồi lên, đây là sáng nay nó có hồi lên được 29.4 này. Đó, thì nếu mà anh chị mua 28 mà buổi chiều nó hồi lên 29.4 thì quý anh chị lại bán đúng cái lượng hàng mà anh chị mua vào, thì đó mới là T0, thì nó mới là phù hợp. Chứ còn bây giờ anh chị mua vào nhé, đúng không ạ? Thì lúc nó giảm tiếp thì anh chị lại bán sẵn hàng ra, thì có nghĩa là bán lỗ đấy anh chị nhé, đúng không ạ? Rất là nguy hiểm nhé. Rồi đất xanh thế này tiếp tục bị chiết khấu trong khung tuần về chạm đúng cái còn cái giao găm nữa thôi, đúng không? Một cái giao găm là ở vùng 15.6 của đất xanh, thì đây trong khung tháng anh chị nhỉ, khung tháng thì mất hết hỗ trợ rồi, đất xanh thì từ trước giờ nó cũng chưa lấy được hỗ trợ của nó đâu, nhưng mà trong khung tháng này đó, thì khung tuần thì gãy hết hỗ trợ rồi, khung ngày cũng thế, đúng không ạ? Bất động sản, nói chung là nhóm bất động sản bị chiết khấu khá nhiều. Chào anh Mr. Hà nhé, cho anh xin ra mua con TCH. TCH này, TCH gãy hỗ trợ ngắn hạn, không mua vội anh nhé, từ từ anh nhé, nó gãy hỗ trợ ngắn hạn rồi, thì nếu như con TCH nó quay về chiết khấu thêm về quanh cái vùng 13.7, 13.8 anh nhé, hoặc quanh vùng 14 ấy, thì lúc khi đó quý anh chị mình cân nhắc có thể là bất động lực đấy mới tham gia được, nó là phù hợp. Còn bây giờ thì tham gia là khả năng con TCH này nó lại tiếp tục rơi nhé anh chị nhé, cho nên là chưa phù hợp, đúng không ạ? Còn quý anh chị mình quan tâm đầu tư những cái mã cổ phiếu mà với cái chiến lược mà nắm dài hạn, đúng không ạ, trung hạn dài hạn, thì bây giờ nó đang là cái thời điểm rất là nhiều mã cổ phiếu cho điểm mua rồi. Quý anh chị quan tâm thì có thể là inbox cho em về với Zoom của em nhé. Ok chưa ạ? Em chào anh Lê Duy Bảo nhé. Quý anh chị mình tham gia xem livestream của em thì nhấn nút like cho em đi ạ. Rất là nhiều quý anh chị mình tham gia xem live, nhưng mà cũng lượt like rất là ít, đúng không ạ? Tranh thủ nhấn một vài giây, nhấn nút like cho em đi. LPB nên bán không? Mình mua vào 18.2. Em mua 18.2. 18.2 thì bây giờ đang ngoài 19.15. Thì không biết là anh đã về hàng chưa đối với cái con ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt này. Đó, đúng không ạ? 18.2 bây giờ đã là 19.15. Thế nếu mà anh có hàng rồi thì đúng ra sáng nay anh phải chốt rồi. Nó mới là hợp lý. Khi mà cái con LPB nó lên được vùng 19.9 này thì anh phải chốt nó rồi, đúng không ạ? Đó, trong buổi sáng ngày hôm nay ấy. Chứ còn bây giờ là 19.15 rồi, tất nhiên là vẫn có lãi, đúng không? Thế nhưng mà anh cũng nên là với cái giai đoạn hiện tại bây giờ nhé, trong cái giai đoạn thị trường hiện tại bây giờ mà anh có một cái mã cổ phiếu nó lợi nhuận thì quá là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Thì anh có thể anh chốt được nhé, chứ đừng có để lâu quá, đúng không ạ? Đừng lâu quá là nó mà đi giảm tiếp thì đương nhiên là anh sẽ mất lãi. Đó. Rồi, ok chưa ạ? Đó là BB. Ok. Cho em xin là một phút thôi. Em hỗ trợ quý anh chị mở mới tài khoản anh chị nhé.
Ok, đó. Thế cái mã LPB mà anh chị đang có lãi ấy, thì anh chị có thể là chốt được rồi nếu mà người ta sẵn hàng và hàng về. Đó. Ok chưa ạ? Em chào anh Duy Trần, hoa sen đang trở về giao găm. Tuần 18/6 bắt trung bình giá được không? Để em xem là hoa sen đúng không ạ? Hoa sen 18/6. Khung tuần đây này. Khung tuần nó ở bên dưới là 18/6, 18/63. Bắt trung bình giá. Hoa sen thì từ từ đi anh nhé. Nó anh cứ chờ đi. Về đến 18/6 thì cũng khoan, có thể là anh cũng gom dần thôi chứ không nên là trung bình giá một cái là đủ luôn, có nghĩa là mình gom dần nhé. Chứ còn con hoa sen này này anh này, với trạng thái hiện tại bây giờ là có thể nó sẽ về đến trước mắt là 18/6 mà thậm chí nó còn về đến là 17/2 đấy anh nhá. Đấy, cho nên là anh hãy từ từ đúng không ạ, không nên là vội vàng trong cái giai đoạn hiện tại, kể cả quý anh chị mình có tham gia dù chiến lược ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn nhé, nhưng cũng nên là không nên là vội vàng quá đúng không ạ. Có thể mình mua với một cái chiến lược nó thật là phù hợp trong cái tình hình thị trường hiện tại bây giờ. Nếu mà bắt đầu quý anh chị mình có thể là tham gia đầu tư là trung hoặc dài hạn bây giờ là cũng là bắt đầu gom hàng được rồi, với những mã cổ phiếu mà đã cho cái điểm mua cực kỳ đẹp và phù hợp với chiến lược là từ trung hạn đến dài hạn anh nhé. Quý anh chị quan tâm là có thể về với dùng của em đó. Hiện tại thì đó thì em cũng đã có những cái chiến lược để cho anh quý anh chị mình tham gia những cái mã cổ phiếu là nắm dài hạn rồi đúng không ạ. Rất là nhiều mã cổ phiếu cho điểm mua cực kỳ đẹp nha anh chị nhé. Ngắn hạn là nó bị mất trend rồi đúng không, bị gãy, bị chiết khấu quá nhiều rồi, thế nhưng mà nó lại là cái điểm phù hợp rất là đẹp ở trong trung và dài hạn đó. Em chào chị Phạm Thị Thương, cho chị hỏi CTG có nên giữ tiếp không hay cơ cấu? CTG, CTG với cái trạng thái hiện tại của CTG đây, anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó cũng đang bị chiết khấu điểm rất là nhiều. Tuy nhiên là CTG nó vẫn giữ được cái hỗ trợ giao găm của nó ở bên dưới là cái vùng 30.8 đây ạ, 30.79, 30.8 đây anh chị này. Đó. Đúng không? Trong ngắn hạn là vẫn giữ được hỗ trợ nhé, chưa mất hỗ trợ ngắn hạn này. Trong khung tuần nhé, khung tuần nó cũng thế, nó cũng có hỗ trợ ở vùng 30.7. Đó. Và đây, trong khung tuần thì quý anh chị thấy là gì? Con CTG này nó về cái vùng giá thấp nhất ở trong khung tuần, đó chính là cái tuần vào 19 tháng 1 năm 2024, có nghĩa là đầu năm nó quay lại đúng cái mốc giá đó, đầu năm rồi đúng không anh chị. Đây ạ, sau cái hai phiên tăng nhé, hai phiên tăng này, phiên tăng là ngày mùng 5 tháng 1, xong tiếp tục một phiên cái tuần tăng nữa là 12 tháng 1 đó. Đó thì bây giờ là cái giá hiện tại bây giờ nó là quanh cái vùng giá của cái tuần 19 tháng 1 đầu năm rồi đúng không ạ. Đó thế thì bây giờ trong khung tuần nhé, cái về đây rồi về cái điểm là 30.7 thì nó còn CTG này nó còn cái hỗ trợ giao găm nữa. Và tuy nhiên ở bên dưới 273 đây nó vẫn còn hỗ trợ giao găm khung tuần nữa, con CTG này vẫn giữ được rất là đầy đủ cái hỗ trợ của nó. Đó anh chị nhé. Thế thì bây giờ anh chị mà có cái dự định đúng không ạ, là có nên giữ tiếp hay không, thì với cái con những cái mã cổ phiếu nó tăng như hầu như con CTG đúng không ạ, thì bây giờ nó quay lại cái vùng điểm đấy, quý anh chị mình mua cao thôi. Nhưng mà nếu quý anh chị mình không dùng tỷ lệ tài khoản margin thì quý anh chị mình vẫn có thể nắm giữ, để làm sao nếu như con CTG này nó vẫn giữ được cái vùng hỗ trợ của nó là quanh vùng 30.79, 30.8 và kể cả nhúng về đây nữa và sau đó có sự hồi lên nhé. Đó ạ, thì quý anh chị mình khi đó có thể là trung bình giá được. Và hiện tại bây giờ con CTG nó nhúng xuống đúng cái mốc là 30 chấm, à xin lỗi, 31.57, 31.6 đây. Đúng không ạ? Đó thì nó vẫn giữ được cái hỗ trợ của nó nhé, thì anh chị mình cũng chưa nên là trung bình giá vội đúng không ạ. Thì bởi vì nếu quý chị trung bình giá đây mà nó tiếp tục bị chiết khấu điểm nó về đến đây đúng không ạ, 30.8 thì nó bị bật lên, thì là lúc đó là quý chị mình lại một là phải lại chờ, hai lại phải lại trung bình giá lần nữa thì nó rất là mất thời gian đúng không ạ. Thì quý chị mình nắm giữ đi tiếp tục, vì không dùng margin thì quý chị mình cũng không nên quá lo lắng anh chị nhé. Bởi vì là quanh cái vùng 30.8, 30.7 đây này, có nghĩa là hai cái hỗ trợ giao găm từ khung tuần đến khung ngày nó đều tập trung ở quanh vùng này. Đó, thì cái vùng đấy nó mới là vùng an toàn để quý anh chị mình có thể là trung bình giá cái con CTG nhá. À, hoa sen giá 227, SSI giá 37, giờ mua cân cân lại giá được không? Tài khoản của chị còn duy nhất hai mã này.
tài khoản 80% tiền mặt đúng không ạ? Thì em xem Hoa Sen này. Hoa Sen là giá 227. 227 ở trên này. Thì đối với mã Hoa Sen đây anh chị này. Hoa Sen thì từ từ đi anh chị. Hiện tại bây giờ anh chị cứ bình tĩnh nhé, chưa nên là trung bình giá vội nhé, cứ từ nhé. Đúng không ạ? SSI nữa, xem. SSI giá trị là bao nhiêu? 37, bây giờ là 33. 37 là ở đây. Thì SSI đây nó vẫn giữ hỗ trợ nhé anh chị nhé. Từ cả khung ngày này, khung tuần, khung tháng vẫn giữ được hỗ trợ. Đấy. Thế mà nó đang có xu hướng như thế này thì rất có thể là con SSI nếu như nó còn tiếp tục chiết khấu thì khả năng nó sẽ quay về là 32.5. Thì khi đó quý anh chị mình mới cân nhắc có thể là trung bình giá để dựa vào cái tình hình thị trường và cái khả năng của cái chính cái mã cổ phiếu SSI này nhá. Đúng không ạ? Hoặc là nó về đây kể cả nó rút chân thôi. Rút chân nó xanh kệ nó nhá, còn viên sau nó xác nhận được là con SSI tạo đáy đúng không ạ? Là bắt đầu nó có sự hồi phục thì khi đó quý anh chị mình trung bình giá vẫn chưa muộn mà đúng không ạ? Chứ còn bây giờ trung bình giá thì để mà nó rơi tiếp nữa thì rất là rủi ro đúng không ạ? Và nắm giữ tiếp nhá anh chị nhá. Em chào chị Bùi Thúy An. Có nên cắt lỗ CAI GEX chuyển sang USD HCM VIX không nên chị nhé. Là bởi vì với cái trạng thái hiện tại bây giờ chưa có một mã cổ phiếu nào nó có xác nhận được rằng là nó tạo đáy mà nó đã hồi phục được. Cho nên quý anh chị đã cắt một cái mã rồi mà lại vào tiếp một cái mã nữa đúng không ạ? Thì bây giờ cái mã đó nó cũng chưa biết rằng là nó có khả năng nó hồi phục nhanh hay không hay hồi phục sớm hay không để quý anh chị mình là như kỳ vọng là có lợi nhuận đúng không? Thế bây giờ quý anh chị đã cắt lỗ rồi đúng không ạ? Lại tiếp tục vào một cái mã nữa, cái mã đó nó lại giảm tiếp nữa, thế có phải là lỗ kép không ạ? Đúng không? Rất là nguy hiểm. Với tình hình thị trường hiện tại bây giờ nhé, anh chị cứ nếu mà đang nắm giữ mà không dùng margin thì có thể là cũng không nên là đảo qua đảo lại đúng không ạ? Đó, anh chị nhé. Cảm ơn chị Bùi Thúy An, cảm ơn anh Hưng Thịnh đã dành tặng cho em Xuân Thủy trái tim màu tím nhé. À, dài hạn thì còn nhiều anh nhé. Anh skip test nhé. Anh có thể là về với Zoom của em, liên hệ với em anh nhé. Ok chưa ạ? Còn dài hạn thì là càng chỉnh thì càng xuất hiện nhiều mã đầu tư dài hạn anh chị nhé. Đúng không ạ? Nó về cái điểm đẹp mà. Ngắn hạn gãy, không kể cả khung tuần gãy nhưng mà khung tháng nó lại là cái thời điểm rất là đẹp. Đang full 80% tiền mặt. Đương nhiên anh thì vẫn có mà anh. Ngắn hạn điều chỉnh, càng điều chỉnh thì trong trung và dài hạn lại càng xuất hiện cái điểm mua để là những cái mã đầu tư dài hạn anh chị nhé. Anh xin giá mua con MB Bank. Ok anh. Để em xem nào. MB Bank chưa anh ơi? Từ từ anh nhé. MB Bank thì hiện tại bây giờ anh chị thấy không? Thị trường nó điều chỉnh như vậy nhưng MB Bank này nó chỉ bị ao biên, ao cái biên sideways của nó anh nhé. Tuy nhiên là nó bị mất cái này nhưng mà nó vẫn giữ hỗ trợ này. MB Bank phải nói là rất là khỏe đấy. Rất khỏe nhé. Đúng không ạ? Khung tuần vẫn giữ được trend này. Khung tháng giữ được trend này. Khung ngày nhé. Khung ngày mới tạm thời thôi. Tạm thời mất cái biên sideways thôi nhưng mà cũng chưa khỏi phải gọi là xấu được đúng không? Anh chị thấy không ạ? Nó con này rất là khỏe. Thế nhưng mà nó khỏe như vậy anh chị mua vào cũng chưa chắc là đã là thắng đâu nhá anh chị nhá. Đúng không ạ? Cũng chưa chắc là thắng đâu. Đấy, cho nên là anh chị hãy từ từ, nếu mà chưa có cái mã MB Bank này thì cũng chưa nên là mua vội. Đúng không ạ? Thì bây giờ em nói đơn giản đây. Cái phiên 15 tháng 4 đúng không ạ? Nó bị giảm nhé. Anh chị bắt vào thì cái phiên ngày 16 tháng 4 là hàng chưa về, mà đến cái phiên ngày 17 tháng 4 đây này hàng về. Có đúng không ạ? Bắt phải ngày 15 thì ngày 17 hàng mới về, chiều ngày 17 hàng về. Thì đấy, chiều ngày 27 anh chị thấy không? Là nó lại ở cái vùng là bao nhiêu? Thấp hơn cái giá anh chị bắt cái hôm hôm trước là lỗ đúng không ạ? Đấy cho nên là cực kỳ là nguy hiểm nhá anh chị nhá. Không phải là bây giờ bắt điểm này là chứ chắc đã ngon đâu anh chị nhá, cho nên là từ từ đúng không ạ? Em chào anh Hưng Phạm. Sập nữa anh em không nên nhúng chàm, chắc còn sập 4-5 phiên nữa. Cái này thì không ai có thể đoán trước được anh nhé. Thị trường nó lên hay xuống hoặc là nó chiết khấu bao nhiêu điểm thì không thể ai mà đoán trước chính xác được đúng không ạ? Đó, nếu mà đoán trước được thì rất là nhiều người là cũng là không còn nghèo nữa đúng không ạ? Đó, và em nếu mà đoán trước thì em đã không ngồi đây rồi. Mình căn cứ vào tình hình thị trường để đưa ra những cái góc nhìn cũng như là những phân tích kỹ thuật. Đó, dựa trên góc nhìn của em để đưa ra những cái hướng xử lý làm sao cho nó phù hợp trong cái giai đoạn thị trường hiện tại và trong cái tình hình thị trường hiện tại và đối với những cái mã cổ phiếu mà quý anh chị hiện tại đang nắm. Đó, đúng không ạ? Ok chưa ạ? Và quý anh chị mình hiện tại những anh chị em nào mà đang có cái vị thế chưa tốt hoặc là đang có cái
tỷ lệ tài khoản mà đang âm nhiều nhé, mà cần cơ cấu hoặc là cần tư vấn thì quý anh chị mình có thể inbox cho em anh chị nhé, inbox cho em hoặc về với Zoom của em, ok chưa? Đó thì để nhận được cái hỗ trợ của em sẽ tư vấn được kỹ hơn nhé và chi tiết hơn. Khi mà quý anh chị mình là inbox cho em đúng không ạ, em sẽ nhìn vào những cái danh mục của anh chị đúng không ạ, thì em sẽ là đưa ra một cái tư vấn nó cụ thể và chi tiết hơn nữa nhé. VND ngon quá. Đâu để em xem nào. VND này có gì nó về đây này anh chị này. Này là gì ngon đâu ạ? Nó gãy một cái dao găm rồi nhá. Cái dao găm bên dưới thì nó không cứng bằng cái dao găm ở cái vùng là 19.4 đâu anh. Đúng không ạ? Con VND nó gãy nốt cái này thì lại nó lại là không có gì là ngon đâu anh nhá. Đúng không ạ? Nó quá là nguy hiểm. Đó. Em chào anh Phong BS, VOS mua 10 giá nào được? Để em xem nào. VOS thì anh chị đừng mua. Đúng không ạ? Con này không ổn rồi. Con này không đẹp nhá, đừng có mua vội. Đúng không ạ? VDS mua được không ạ? Để em xem VDS. Anh chị em tham gia xem livestream của em thì nhấn nút like cho em đi ạ. VDS mua được không? Để em xem. Con VDS đây này anh chị này. Hiện tại đối với con VDS em vẫn giữ được cái gần đúng cái hỗ trợ dao găm ở khung ngày rồi đây này. Khung tuần thì là dao găm là 17.6. Còn khung ngày là 18.2. 18.1 quanh cái vùng đấy. Đó, thì anh chị mình có thể là tham gia được cái nhịp T cộng được với con VDS này nhé. Thì trọng vừa phải thôi. Nếu quý anh chị mình mà chưa chưa vào đúng không ạ? Anh chị mình bây giờ bắt đầu mới tham gia là bắt bắt dần. Hoặc là chưa có cái mã VDS thì có thể tham gia T cộng được này. Đúng không ạ? Chứ còn ở cái hỗ trợ của nó trong khung tuần vẫn còn ở cái vùng 17.6 này anh chị này, đây này. Đó, 17.6 nhé. Là hỗ trợ dao găm khung tuần thì nó vẫn chưa về tới nhé. Thế còn để chắc chắn là về tới thì là nó lại là cái điểm đẹp rất là đẹp để đầu tư nắm nắm lâu lâu rồi đúng không ạ? Còn T cộng bây giờ thì nó phải đúng cái hỗ trợ dao găm rồi. 18.1 rồi. Cho mình xin điểm hỗ trợ của TCH. TCH thì bây giờ nó đang hiện tại là mất cái hỗ trợ ở cái vùng 14.95. Đó. Và nó còn cái hỗ trợ nữa bên dưới là ở cái vùng là 13.6 nhá chị nhá. Đó. Là con TCH. Còn trong khung tuần thì cái hỗ trợ ở khung tuần của nó thì cũng là ở cái vùng 13.7, 13.72. Đó, là của cái hỗ trợ khung tuần và khung khung ngày của TCH thì nó có còn hai cái vùng đó. Xin chào Đỗ Hoàng Bin nhé. À, chào anh Hoàng Nguyễn. À, xem giúp anh con vis giá 21 âm nặng quá rồi. Vis giá 21, 21 công nhận là đủ anh mua ở vùng cao này đúng là bây giờ thực sự là quá mệt mỏi thật. Thế mà con vis này sáng nay này, những cái phiên trước thì em đã có cái nhận định là con vis này nó mà giữ được cái không mất đi cái hỗ trợ dao găm ở cái vùng là 16.65 này hai anh chị này thì là khả năng phục hồi rất cao, nhưng mà sáng nay nó mở gáp giảm luôn này anh chị này, mở hở gáp giảm nó rơi hẳn xuống bên dưới, nghĩa là nó nhảy nhảy cóc qua cái hỗ trợ dao găm luôn đấy. Thế thì đây trong khung tuần anh chị nhé. Đúng không ạ? Này, trong khung tuần này. Nó về đúng cái vị bên dưới này là cái vùng giá từ đầu năm đến bây giờ này anh chị này, thấp hơn luôn. Đó, cho nên là anh Hoàng Nguyễn anh mua cao quá đúng không ạ? Mà bây giờ đúng ra là anh mua vùng 21 nha anh nhé, con VIX này này anh mua vùng 21 ấy. Thì khi nó mất cái vùng giá 21 đi, đúng không? Về 20.5 thôi là anh phải xử lý nó rồi. Cho nên anh càng âm anh càng cầm nhiều quá cho nên là anh cầm ở vùng cao quá đúng không ạ? Cái vùng đó là vùng người ta bán. Cho nên là bây giờ nó âm quá nhiều. Khi mà anh tham gia mua mã cổ phiếu thì anh phải có một cái điểm điểm giá mua là cái điểm đấy là anh mua cái vùng giá đó, thì khi nào mà anh phải cắt lỗ thì tất nhiên rằng là nó phải vi phạm. Thì khi anh mua cái vùng giá nó cao như vậy là đã là không đúng chiến lược rồi anh nhé. Thế bây giờ đang âm như vậy rồi đúng không? Thì mà cắt đi bây giờ em xem là anh cắt lỗ quá nhiều. Vùng giá 21. Đúng không ạ? Hai mốt mà bây giờ như vậy là anh bị âm con này 23%, 23% nhiều quá, đúng không ạ? Anh nắm giữ tiếp để chờ cái cơ hội nó sẽ là phù hợp để khi đó anh trung bình giá nhé, trung bình giá rồi thì anh sẽ
ra được cái lượng hàng đó nó với cái giá nó đẹp hơn, có nghĩa là anh sẽ đỡ lỗ hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là con Wix này này hiện tại bây giờ còn, nó còn chưa biết là cụ thể là nó có bị chiết khấu nữa hay không, đúng không ạ? Với cái mức rơi điểm như vậy ngày hôm nay nó rơi hở gáp luôn nhé. Mà nếu như anh không dùng margin thì đương nhiên là anh cũng không không quá lo lắng, đúng không ạ? Không dùng margin thì không không đáng lo, tỷ lệ tài khoản của mình nó sẽ không bị call margin đâu. Em chào chị ở Chu Tú Anh nhé, MWG trung bình được chưa anh? Ok để em xem với chị này. MWG. MWG ở đây. Con này à. Nó về vùng này là chưa chưa phù hợp chị nhé. Chưa phù hợp để trung bình giá đâu. Con này khả năng là tiếp tục còn điều chỉnh nữa đấy. Còn MWG này. Còn điều chỉnh nữa thì quý anh chị cứ cứ nắm thôi. Chờ cái điểm thật là đẹp đúng không ạ? Trung bình giá cái thì lại để nó hồi lên thì là mới được, chứ còn bây giờ anh chị mới mua vào bây giờ nhé, đúng không? Nó tùy con thôi, không phải tất nhiên là trong giai đoạn này có con có thể là bắt đầu trung bình giá được rồi, có con là chưa, đúng không ạ? Nên tuy nhiên là những cái con mà đã trung bình giá được thì tất nhiên là nó phải là có cái hỗ trợ và nó có cái sự là hồi phục, thì khi đó là quý anh chị mình mới là khi mình trung bình giá thì nó mới là phù hợp, đúng không ạ? Chứ còn mà trung bình giá những cái con đang rơi thì quý anh chị mình là nó chưa phù hợp nhé. Và kể cả những là trung bình giá đúng không ạ, những cái con ví dụ như là con MWG chẳng hạn nhé, đây này nó là vùng này đúng không, à, đây là trong khung tuần nhé. Thế còn nếu mà trong khung ngày nó chuẩn bị về cái vùng là bao nhiêu để hỗ trợ nó bên dưới là 14.5, à xin lỗi 47.5 đúng không ạ, thì bên dưới 48 nhé chị nhé, dưới 48 thì quý anh chị mình gom dần gom dần gom dần từng phần một. Đó, ok chưa ạ? Đó là MWG. Đó. Em chào anh Thái Hứa nhé. Anh chị em đang xem livestream của em thì nhấn nút like cho em đi ạ. SHS 20.6 nên cắt hay giữ. SHS thì hiện tại sáng nay nó chạm cái vùng chạm cái do bên dưới nó rút chân này. Anh nhìn này. Cái do găm bên dưới sáng nay thì nó chạm tới là vùng 16.85. Đó, nó sự rút chân này. Rút chân này khá cao luôn, cao nhất lên 18.5 luôn. Hai giá. 16.8, 18.5, gần hai giá. Đẹp giờ 26. Ô anh chị mua cao thế. Mua có nghĩa là khéo là mua xong cái là nó bị giảm luôn đúng không ạ? Quá nguy hiểm luôn. Thì bây giờ SIS ở 17.3 khung tuần này chị này. Chờ nốt phiên ngày hôm nay đi sang tuần quý anh chị mình, kể cả nó hồi phục cũng được. Đó, đúng đúng ạ. Chứ còn phiên này là phiên đóng đến tuần mà anh chị. Thì trong cái tuần nó đang điều chỉnh như vậy nhé. Nó lại vào. À, nó lại vào cuối tuần nữa đúng không ạ? Thì lại càng xảy ra cái sự chiết khấu và rung lắc nhiều, cũng như là những cái tuần giao dịch bình thường trước nha chị nhá, anh chị có để ý không? Đó, khi mà ở trong khung tuần có những cái phiên nó tăng này, phiên giảm này, phiên đi ngang, nhưng mà cuối tuần bao giờ cũng là cái phiên rất là rung lắc, thậm chí là bị chiết khấu điểm. Thế bây giờ trong cái giai đoạn thị trường nó như vậy bây giờ thì càng cuối tuần thì khả năng là cái sự hồi phục rất là khó đúng không ạ? Thế cho nên là quý anh chị mình nhé, có trung bình giá đúng không? Nó phải tùy mã chứ không phải là cứ mã nào mà ngày hôm nay nó tiếp tục chiết khấu mà lại cứ cứ mua vào đúng không ạ, thì nó cũng rất là rủi ro, có tùy mã. Và quý anh chị có quan tâm thì có thể là inbox cho em về với zoom của em nhé, ok chưa, về với zoom của em. Thế sau đó là quý anh chị mình inbox cho em thì em sẽ là tư vấn cụ thể hơn dựa trên những cái danh sách quý anh chị đang nắm giữ. Đó. Có rất là nhiều quý anh chị inbox cho em nhé, nhưng mà ở trên cái danh sách quý anh chị nắm giữ những mã cổ phiếu ấy
thì cũng chỉ có một vài mã là có thể là trung bình giá thôi, chứ không phải là mã nào cũng mua được anh chị nhé. Mà mua mua trong cái giai đoạn hiện tại là cũng phải có một cái chiến lược mua nó phù hợp, đúng không ạ, để làm sao mà an toàn nhất mà lại được cái giá tốt nhất nhé anh chị nhé. Đó. Em chào anh Toàn Trần, Thủy sẽ giúp về VSC và VCI điểm mua. VSC. VSC hiện tại 19.45 này anh chị này. Nó đang ở cái hỗ trợ trong hỗ trợ giao găm trong khung tuần, sáng nay chạm đúng đến và hiện tại bây giờ chưa có sự rút chân. Thì ở cái vùng này anh chị mà chưa có VSC thì quan tâm có thể là nhịp T cộng được một phần nhỏ của con VSC nhé. Còn là xem nào. VCI đúng không ạ? VCI thì chưa. VCI sáng nay xuống thấp nhất ở cái vùng là 44.5 là nó rút chân. Thế còn điểm đẹp nhất để tham gia VCI T cộng ấy, là ở cái vùng là 43.85. Đó. Tuy nhiên là nó chưa về tới, đúng không ạ? Ok anh chị có những câu hỏi cần tư vấn thì hãy comment lên nhé. Xong để em sẽ hỗ trợ tư vấn quý anh chị mình. Em đang hỗ trợ vị khách. Ok chưa ạ? Đó là VCI nhé, chưa về đến điểm đẹp để tham gia. Còn con gì ạ? Con VSC đúng không ạ? Đâu nhỉ? Lại trôi mất cái câu ở đây, đúng rồi, VSC. VSC thì mặc dù là về rồi nhá anh chị, nhưng mà quý anh chị mình có thể là bắt đầu là mua một phần đường nhỏ được, phần nhỏ con VSC nhé. Lãi mất sạch thì đương nhiên anh chị. Bây giờ trong trong cái thị trường hiện tại bây giờ làm gì còn ai mà rất hiếm người còn giữ được lãi nhé. Tất nhiên là vẫn có, nhưng chỉ đối với quý anh chị là nắm cái chiến lược là dài hạn nó thì mới còn lãi thôi. Mặc dù cái lượng lãi cũng bị là giảm đi nhé, nhưng mà vẫn mới còn lãi thôi. Còn trong ngắn hạn thì bây giờ chẳng có còn ai là còn lãi nữa, đúng không ạ? Không ai còn lãi nữa cả. Với cái mức giảm là hơn 100 điểm như vậy. VIX còn cầm được không, lỗ quá. VIX mà ngoài kể cả những cái mã VIX hoặc mã nào cũng thế thôi anh chị mà đang nắm giữ ấy mà không dùng margin thì vẫn nắm được, đúng không ạ? Dùng margin mới là nguy hiểm nhé. Đấy như em đã nói từ đầu thì đúng không ạ, quý anh chị mình không nắm giữ margin thì cũng không nên quá lo lắng đâu, thì vẫn nắm giữ được cho nó hồi lên. Chứ còn là cắt đi thì tự đương nhiên là cắt đi là xong, đúng không ạ? Thế nhưng mà đến lúc mà thị trường nó hồi phục trở lại thì bây giờ cái phần lỗ đó đó lại phải là rất là đau đầu để tính toán làm sao mà để đầu tư để lấy lại được, đúng không ạ? Thế còn đối với những mã mà quý anh chị mà với cái tỷ trọng ít đúng không ạ? Mua ít này hoặc là nó không nhiều thì quý anh chị mình cảm thấy ở phần lỗ đấy cắt coi như là bỏ đúng không ạ? Thì là vẫn là không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà đối với những quý anh chị mà full hàng thì là mua hoặc là mua cái tỷ trọng mã mã cổ phiếu mà nhiều ấy. Đó, ok chưa ạ? Em chào anh Thịnh Đỗ nhé, cảm ơn anh. Em cho hỏi PC1 có thể vào thăm dò được không? PC1 ạ. PC1 từ từ anh. Từ từ đi. Thăm dò xong lại nó bị giảm tiếp lại trung bình giá nữa là mất thời gian anh nhé. Kệ nó đi. Để cho hết phiên ngày nay đi, anh chị để sang tuần đúng không ạ? Sang tuần mới luôn đi, để xem tình hình nha. Trong tuần mới là cũng là coi phiên cuối cùng của tháng 4 ấy.
Đó. Anh chị nha, không nên vội vàng đúng không ạ? Thế còn quý anh chị mà quan tâm mà để muốn giải ngân bắt đầu vào cái giai đoạn bây giờ khi mà thị trường có sự điều chỉnh mạnh thì quý anh chị mình hãy về với Zoom của em và em cũng sẽ tư vấn là với cái ý muốn của anh chị là muốn đầu tư là về trung hạn này hoặc dài hạn này là như thế nào thì em sẽ có tư vấn cụ thể nhé. Đó đúng không ạ? Em chào chị Trần Thị Linh, CHI có nên cắt không? Mua giá 19,2. CHI đúng không ạ? Giá 19,2 thì anh chị cũng mua ở vùng rất là cao. Đó, mà con CHI này thì nó gãy luôn ngày hôm nay, ngày hôm qua đã gãy rồi. Mất hỗ trợ rồi, ngày hôm nay cũng đi xa luôn rồi. Khung tuần này. Khung tuần lại về trở về vùng giá thấp nhất từ từ năm ngoái đến bây giờ. Từ tháng 11 năm 23 rồi. Về đây rồi. Hai anh chị lỗ nhiều quá. 19,2 và anh chị mua vùng này bình thường là nó phải mất đi cái vùng 10 10 xuống mất đi vùng vùng giá 18,8 là anh chị phải xử lý nó rồi. Đúng không ạ? Anh chị đấy, tại vì sao em bảo là anh chị cứ mua thích mua là mua đúng không ạ? Đấy, cứ thích mua là mua thôi. Thế trong này là đã mua cao rồi lại vào đúng cái giai đoạn thị trường nó bị giảm như này nó thực sự là quá là căng thẳng đấy, mệt mỏi đúng không ạ? Còn anh chị mà mua tầm 19,2 thì nó tầm 18,8 mất cái vùng giá 18,8 18,9 thì anh chị mình đã phải xử lý nó rồi đúng không ạ? Bây giờ anh chị mà muốn cắt hay là mình nên mua từ từ mua gì chị? À cắt bây giờ thì lỗ anh chị lỗ quá đúng không ạ? Thì có CAI này này. Rất là khó cho anh chị nhỉ. Anh chị mà không dùng margin thì cứ nắm nhé anh chị nhé. Đó đúng không ạ? Cứ nắm đi. Không dùng margin là không không đáng lo. Ok. Rất là nhiều quý anh chị đang cần em tư vấn hỗ trợ inbox cho em. Ok, anh chị em không muốn hỏi trên này nhé. Bởi vì danh mục của nó nhiều mã đúng không? Thì anh chị inbox cho em. Ok chưa? Anh chị inbox cho em xong sau đó gửi danh mục cho em để em sẽ tư vấn cụ thể hơn nhé. Chi tiết hơn nữa. Đúng không ạ? Thế này thì em bởi vì nhiều anh chị em hỏi thì em cũng là tư vấn mỗi người một câu hỏi. Thành ra là nó cũng sẽ là không chi tiết được bằng khi quý anh chị mình inbox cho em đâu nhé. Đúng không ạ? Ok. Anh xem giúp em mã gách với Novaland chiều bán. Ok ạ. Mã gách này. Mã gách bây giờ thì anh chị nếu mà tham gia đầu tư bây giờ nếu mà bắt ở cái vùng này nhá. Đúng không ạ? Bắt cái vùng này này. Vùng giá bây giờ thì nó thì quý anh chị mình nếu mà nó hồi được ấy thì canh chốt cái vùng 213, 214. Còn gách nhá, nếu mà ở cái vùng anh chị mua vùng 19 năm này hoặc là thấp nhất sáng nay là 19 nhá. Thì cũng chỉ chốt ở cái vùng 214 thôi. Đó, ok là gách này. Rồi tiếp theo là Novaland đúng không ạ? Novaland chiều bán Novaland thì bây giờ anh nếu anh chị mua ở vùng 143. Hiện tại bây giờ thì cũng chỉ là canh chốt ở cái vùng là 15 năm thôi. Nó gãy cái hỗ trợ ở nó rồi thì khi cái hỗ trợ đó mất đi thì đó lại là cái vùng cản của nó thì cái vùng cản đó là cái vùng chốt lãi nếu quý anh chị mua bên dưới đúng không ạ? Anh cho em hướng xử lý việc VTP CTR VT VTK âm hơn 22% VTP VTP ngày hôm nay ngày hôm qua là mất giao găm hỗ trợ ngày hôm nay lại rơi rơi hẳn xuống rồi. Không lấy cái hỗ trợ trong ngắn hạn thì cũng rất là mệt mỏi thì nó vẫn còn trong cái khung tuần nữa hỗ trợ tận là vùng 60.15 57.7 nó là hai cái hỗ trợ thì cứ để cho nó rơi đi anh chị không nắm margin thì không lo kể cả nó rơi trong khung tuần nó về đúng cái vùng bao nhiêu là 50 58 nhé đó, anh chị nhé thì khi đó anh chị là có thể là trung bình giá được cũng chưa muộn mà chứ còn trung bình giá bây giờ ấy, đúng không ạ mà nó mà còn rơi tiếp nữa thì có nghĩa là anh chị mua ở đây khi nó về đúng hỗ trợ nhé là lúc đấy là anh chị em cảm thấy mệt mỏi đúng không cảm thấy là cứ mua nó lại giảm mua lại giảm thế nhưng mà lúc đấy lúc anh chị phải chấp nhận cắt nhiều quá đúng không thế lại bật lên
Có nghĩa rằng là gì? Là nó phải trong cái khung tuần con VTP vẫn giữ được hai hỗ trợ này, chưa về tới hỗ trợ đâu nha chị nhé. Có nghĩa rằng là gì? Là ngắn hạn nó xấu nhưng mà nó đang chiết khấu trong khung tuần bị giảm liên tục nhưng mà vẫn còn hỗ trợ. Đó. Khung tháng vậy này, vẫn còn hỗ trợ này. Thế rồi là con gì ạ? CTR đúng không ạ? CTR thì đây nó là về chạm đúng giao găm hỗ trợ. Đang đậu đúng ở đây. Nó thì cũng chưa cần thiết phải là trung bình giá ngay đâu anh chị nhé. Bởi vì bên dưới ấy, là nó có hỗ trợ là 108.1. Đó. Đây này, anh chị thấy không? Con CTR nhé. Một phiên rơi xong lại hồi phục xanh nhé. Đúng không? Cho anh chị một cái hy vọng đúng không ạ? Hôm đó anh chị mà bắt được phần đáy này. Anh chị hôm đấy mà bắt được cái con CTR ở cái vùng đây này là 110 hoặc 111 nhá thì lại lại thấy ok đúng không? Thì chiều nay hàng về là có lãi là chốt thôi. Đúng không ạ? Đó. VTK. VTK vậy này anh chị này, nó chưa về đến hỗ trợ đâu. Đây này. Hỗ trợ của nó là vùng 43.1, hiện tại 45. 431 và có mấy cái phiên từ cái hôm là sau cái cú rơi đó là ngày 16 tháng 4. Đấy thì nó có mới nhúng xuống là 43 à, 44 439. Đấy, từ hôm đấy xuống đây, còn hôm đấy là nó chưa quay về vùng đấy nữa mà cái vùng bên dưới là 431 là vùng hỗ trợ giao găm của VTK. Đó, nếu như điều chỉnh về chiết khấu về đúng quanh 431 thì quý anh chị mình khi đó là cân nhắc là để xử lý bằng cách là mua thêm để hạ giá vốn nhé. Chứ còn bây giờ nó khi nó chưa vẫn chưa về nó hỗ trợ đúng không ạ? Thì có nghĩa rằng là vẫn có khả năng rơi rất là cao. Nó phải về nó hỗ trợ. Khi đó cái lực đỡ cũng như là cái sức mua của cái con VTK này, cái lực cầu ở đây nó mới vào được. Thì để anh chị mình mua thì khi đó nó có sự hồi phục. Em chào anh Dòng Hữu nhé. AGR 20.5 xin xử lý. AGR 20.5. 20.5 anh mua. Để em xem là 20.5. 20.5 anh mua ở cái vùng này nếu trong cái giai đoạn bình thường thì là rất là gọi là đẹp bởi vì nó là cái biên dưới. Tuy nhiên là con AGR này này anh này, sau cái phiên ngày hôm qua và sang ngày hôm nay nó bị rơi, nó rơi hở gam, nó rơi rơi cái này nó nhảy cóc qua cả cái hỗ trợ giao găm lẫn cả mây luôn. Thế nhưng mà nó còn cái hỗ trợ bên dưới nữa ở cái vùng 17.25 mà nó chưa về tới. Thì có nghĩa rằng là con AGR này trong ngắn hạn nó mất đi hỗ trợ, mất cái biên sideways bên trên rồi nhưng nó vẫn chưa gọi là xấu hẳn bởi vì nó vẫn còn hỗ trợ bên dưới. Mà cái hỗ trợ bên dưới này so với thời gian trước trước khi nó tăng nhé thì nó cũng chỉ là một thời gian sideways thôi. Đây anh chị có thấy không ạ? Đây. Đây nhá. Đấy đúng ạ, để em cho nó đây. Đây này. Đó, anh chị có thấy không ạ? Đây nhá. Để em cho hẳn cái này ra để anh chị thấy cái thời gian trước nó chỉ là cái thời gian nó chưa tăng thôi. Thế còn kẻ nào kẻ nó về bên dưới bên này nữa đúng không ạ, nó lại quay lại thời gian trước thôi đó. Thế chẳng qua là anh chị mình vào cái đoạn giai đoạn sau nó tăng cao quá thì bây giờ nó bị chiết khấu về kể cả về đúng cái giá vốn của cái thời gian đó là thời gian là đầu năm này tháng 1 1 tháng 2 này đúng không, đến rồi là 17 tháng 1 năm 24 này đầu năm con AGR này cũng chưa tăng được như thế này đâu đúng không ạ, bây giờ nó đang quay về đúng cái mốc giá đầu năm này đó. Thì anh chị cứ nắm thôi, khi nào nó về đúng một giá đầu năm mà nó sideways mà chắc chắn là cái con này khi nó quay về đây nhá thì dù mã cổ phiếu nào cũng vậy thôi, nó cũng phải sideways một thời gian đúng không ạ, ít nhất phải là 3 4 phiên sau đó nó mới có thể hồi phục lên được, hoặc là 2 phiên thì đó. Thì quý anh chị mình khi về đó rồi cũng chị mình cân nhắc là mới mới có thể là hạ giá vốn thì mới hợp lý đúng không ạ, như con AGR này này. Ad cho hỏi có nên gom HV không? HV anh chị, HV này nó ở trong khung tháng này, cái tháng này nó xuống giá hiện tại bây giờ là 12.5. 12 năm mà như vậy là nó đang bị gãy một loạt cái hỗ trợ giao găm ở trong khung tháng từ 14.6 rồi đến xuyên cả 12 13.1. Bây giờ là đang đóng đến 12 năm, có nghĩa là nó đang đang mất hết cái hỗ trợ trong khung tháng. Trong khung tuần thì nó đang mất cái vùng giá là 14.6 là cái hỗ trợ khung tuần nó bị gãy đúng không ạ? Thế còn bây cái vùng giá bây giờ là 12.5 thì nó cũng đang quay trở lại kiểm chứng đúng ở cái thời gian tăng đây này anh chị thấy không nhá? Đây để em xem đây này. Cho đấy anh chị nhìn cái đường đỏ này không? Đây nhá. Đó, cái đường đỏ này này, nó là cái đây này. Đấy. Là cái giá thấp nhất của thời gian sau cái phiên tăng ngày 26 tháng 5 năm 2023.
đúng không ạ? Tăng đến bắt đầu nó vào cái giai đoạn tăng. Đó. Thì bây giờ nó quay về đúng cái vùng giá đó, cái vùng giá thấp nhất của cái ngày mùng 2 tháng 6 năm 23. Cách đây gần 1 năm rồi. 10 tháng rồi anh chị. Đang còn HNV đang trở lại cái vùng giá đúng cách đây 10 là 10 tháng đấy anh chị. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ anh chị bảo đang có cái xu hướng là gom dần đúng không ạ? Đâu rồi? Gom dần thì gom từng phần một anh chị nhé, đừng đừng có mua nhiều quá nhé anh chị nhé. Gom dần thì gom dần được. Tuy nhiên rằng là về vùng giá này còn cái sức khả năng mà bật lên hay không thì nó phải tùy thuộc rất là nhiều cái yếu tố đúng không ạ? Thế nếu mà nó mà mất đi nhiều hỗ trợ cái tháng này anh chị nhé, tháng 4 này nó còn HNV đồng nó không lấy lại cái vùng bao nhiêu là 13.3 thôi thì rất là khó hồi phục, bởi vì cái vùng 13.3 này ít nhất là nó phải giữ được một cái hỗ trợ. Khi hai hỗ trợ bị gãy thì ít nhất nó phải lấy lại được một đúng không ạ? Thì mới tích lũy ở đây thì nó mới có khả năng nó mới lấy lại cái hỗ trợ thứ hai, chứ còn nó đã gãy cả hai rồi thì rất mất thời gian lâu lắm thì nó mới lấy lại được cái hỗ trợ của nó nhé anh chị nhé. Đó. Em chào anh Sang Trung. NKG giá 248 thì có nên giữ không? Nam Kim 248. 248 thì bây giờ Nam Kim nó vẫn còn giữ được cái hỗ trợ trong khung ngày này. Ở cái vùng 21.95. Hỗ trợ khung ngày vẫn đang giữ được nhé. Tuy nhiên là khung tuần thì nó chưa vượt qua được cái giá 26, 262. Rất là nhiều tuần rồi. Tuần này theo thị trường điều chỉnh nó còn điều chỉnh về. Đó. Cái con Nam Kim này nó có thể về, khả năng nó vẫn còn về đến cái vùng 219 hoặc sâu hơn nhé anh chị nhé. Thế trong khung tháng này. Khung tháng thì nó vẫn còn cái hỗ trợ ở bên dưới là mua cái quanh vùng TK 219. 219 có thể là nó về đây, về vùng giá là 19.7 nữa cơ, con Nam Kim này. Anh chị nhé, 19.7 hoặc là 20 gì đó. Cho nên anh chị bây giờ đang nắm giữ Nam Kim đúng không ạ? Mà không có dùng margin, tất cả những mã cổ phiếu nào không dùng margin thì quý anh chị mình nắm giữ tiếp được. Chứ còn dùng margin mà nó cứ bị chiết khấu mãi này thì cũng dễ bị khôn margin lắm. Mà đã bị xác định mà để mà nắm giữ margin rồi mà mình không còn sức mua nữa để mà đảm bảo cái độ an toàn đấy thì chắc bắt buộc phải cắt thôi anh chị. Bắt buộc không còn cách nào khác, đúng không ạ? Chứ còn nó để cho bên nó bị giảm quá, nó, cái tỷ lệ tài khoản nó không đảm bảo an toàn nữa thì khi đó cũng rất là nguy hiểm. Cho mình hỏi HPG có hồi được sớm không? Rồi, HPG. HPG thì hiện tại này, anh chị này mất hỗ trợ giao găm ở cái vùng 29.2. Thế nhưng mà nó vẫn còn cái hỗ trợ giao găm nữa ở cái vùng 27 mà chưa về tới. Thì có nghĩa rằng là gì, con HPG này vẫn có thể nắm giữ được anh chị nhé. Với mấy quý anh chị mình mà không dùng margin nắm giữ được này, còn vẫn còn hỗ trợ ở vùng 27 này. Hiện tại 278 nó lại là đúng cái vùng hỗ trợ trong khung tuần nữa. Còn trong khung tháng nó vẫn còn đủ hai cái hỗ trợ giao găm. Một là ở 25.6, hai là 23.2, đúng không ạ? Còn nó hồi được hay không thì ít nhất nha anh chị nhá, nó phải về cái vùng 27 này, có nghĩa là về cái vùng hỗ trợ nó thì khi đó cái lực cầu đến nó mới mạnh thì nó mới hồi rõ rệt được. Còn hiện tại bây giờ với cái tình hình thị trường hiện tại bây giờ và với cái mã cổ phiếu HPG thì đương nhiên rằng là em cũng không dám khẳng định là chắc chắn rằng là nó sẽ là hồi phục vào cái phiên nào, nhưng là ít nhất là nó phải giữ được cái hỗ trợ 27. Thì khi đó nha anh chị nhé, thì nghĩa là giữ cái vùng giá 27 ấy, không bị mất đi ấy, thì nó mới có khả năng hồi phục là cao, đúng không ạ? Chứ còn mã cổ phiếu nào thì nó cũng sẽ có hồi phục thôi. Quý anh chị mình mua cao không dùng margin thì đương nhiên nếu mà để nắm giữ thì nó sẽ là lâu hồi về giá vốn thôi, chứ không phải là cứ mãi mãi nó không hồi được, đúng không ạ? Nó vẫn sẽ hồi được nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Thứ nhất là nó phải ngưng rơi, thứ hai là nó phải tích lũy, sau đó thì nó mới hồi phục, đúng không ạ? Em chào anh Kiên Đỗ nhé, cho mình xin đánh giá khả năng hồi phục của DG sau giảm. Cái DG anh chị nhé, đối với cái con DG hoặc là cả cái nhóm bất động sản cũng vậy thôi, cái mã nào cũng vậy, với một cái phiên, với một cái tuần và một cái giai đoạn nó đang rơi điểm như vậy thì cái con DG này nó vẫn giữ được cái hỗ trợ của nó là ở hỗ trợ cuối cùng nha anh chị nhé, trong ngắn hạn là ở cái vùng 26.5 mà chưa về tới này. Thì con DG đấy nhá anh chị nhé, trong đây này, trong khung tuần nó vẫn được giữ được cái hỗ trợ, nhưng hỗ trợ của nó khá sâu là tận 224 cơ. Thế trong khung ngày nhá, khung ngày đây con DG anh chị thấy nó tăng
nó tăng bắt đầu cái cây xác nhận vào vào cái trend tăng nó là từ ngày 15 tháng 3. À, cách đây là hơn một tháng đúng không ạ? Bắt đầu vào trend tăng này, nó tăng liên tục, nó tăng lên nhưng nó không vượt qua được cái mốc của nó là 35 à xin lỗi 33.6. À, xong rồi cộng với cái thị trường này, bây giờ nó bị chiết khấu điểm mạnh thì con DG nó đang quay về đúng cái biên dưới. Quay về biên dưới đây nhá, bởi vì quý anh chị mình mua cao đúng không? Mua cao thì đương nhiên là bị âm nhiều. Thế nhưng mà đối với quý anh chị mà nắm giữ con DG này từ đầu năm. Đó, đúng không ạ? Cụ thể là bắt đầu từ đây, từ cái phiên là bao nhiêu? Từ tháng 1 nhá, đúng không ạ? Thì bây giờ thì nó vẫn là quanh ra vốn của anh chị, thậm chí là quý anh chị vẫn chưa bị lỗ. Thì đương nhiên là con DG nó vẫn chưa xấu. Đó đúng không ạ? Với cái chiến lược là dài hạn nhé, từ đầu năm đến bây giờ đúng không ạ? Đây này, đây là cái vùng biên dưới này từ đầu năm đến bây giờ này, anh chị thấy không? Đây này. Đây là từ ngày bao nhiêu đây? Ngày mùng 5 tháng 1. Đó, mùng 5 tháng 1. Mùng 3 tháng 1 đầu năm, mùng 3 tháng 1 cho đến bây giờ. Đấy, có nghĩa là hơn 3 tháng, 3 tháng rưỡi. Thì nó vẫn là mà mua cái vùng giá đấy là biên dưới là 26 đúng không ạ? Bây giờ 274 nó vẫn có lãi đấy với quý anh chị mà nắm lâu dài. Đúng không? Thế mà nếu con DG này nó lại về ứng vùng giá bao nhiêu? Quanh vùng 26. Đó, vùng 26 thì quý anh chị lại bắt đầu có thể là mở mua nắm con DG này theo độ vài tháng được. Tuy nhiên là bây giờ nó chưa về tới. Đấy, đúng không ạ? Và trạng thái của nó mặc dù giảm, giảm nhưng nó lại về cái thời gian sideways chứ không phải là bị gãy. Đúng không ạ? Nó chỉ gãy là gãy trong ngắn hạn. Ở cái biên trên gãy về biên dưới thôi chứ không phải là nó bị gãy hẳn cái chen của nó. Đây nhá, anh chị nhìn trong khung tuần không? Đúng không? Khung tuần đây này. Đó, nó vẫn là đây, nó cũng quay về đây thôi. Nó và tính từ đầu năm bây giờ thì vẫn còn đi lên mà anh chị, vẫn vẫn có trong cái trend đi lên cơ mà. Giá nó vẫn cao hơn giá đầu năm cơ mà đúng không ạ? Đó, đối là DG. Ok chưa ạ? À, em chào chị, anh chị Hoài Hồ, HCM giá 28 có cắt không? HCM. HCM anh chị mua giá 28. 28, 28. Anh chị mua cái điểm mua này cũng khá là ok ấy. Thế nhưng mà ở cái giai đoạn nó thị trường nó đang là rất là tích cực, đang là rất là bình thường thôi thì nó ok, tuy nhiên là nó bị gãy. Gãy hết, gãy trước mắt là gãy hỗ trợ rồi này. Còn hỗ trợ bên dưới nữa là cái vùng 23.5. Đấy, 23.5. 23.1 cho đến 23.5 thì là cái vùng hỗ trợ của HCM này nữa trong ngắn hạn. Đó, nếu mà nó bị điều chiết khấu nha, rơi vùng này nó bật lên đấy. Và cộng với tình hình thị trường nó cũng sẽ bị ngưng rơi điểm đúng không? Thì con HCM nó sẽ hồi phục rất là tốt. Đó. Bởi vì đúng hỗ trợ mà nhỉ, về đúng hỗ trợ thì lực cầu của đấy rất là mạnh này. Tuy nhiên là nếu như mà nó không về tới đây thôi thì khả năng là nó sẽ là đi ngang. Nếu như mà thị trường ngày hôm nay anh nhé, sau phiên ngày hôm nay sang tuần nó không bị rơi điểm nữa thì tất cả những cái mã cổ phiếu nó cũng sẽ bị cũng bị ngưng rơi điểm thôi. Đúng không ạ? Tất nhiên là sẽ có những cái mã cổ phiếu nhá, tiếp tục bị rơi chứ không phải là tất cả những mã cổ phiếu dừng lại đâu. Đó. Mà ngừng rơi thì đương nhiên là sẽ có những mã cổ phiếu xanh đúng không ạ? Nó rất là nhiều, rất là nhiều trường hợp. Cho nên là khi mà quý anh chị mà tham gia đầu tư nhá, với những chiến lược cụ thể thì quý anh chị mình inbox cho em, cần tư vấn inbox cho em nhé. Đó, hiện tại là đang trong phiên live thì quý anh chị mình hãy chờ em, sau sau live thì em sẽ trả lời hỗ trợ quý anh chị mình, bởi vì trong phiên live này rất là nhiều quý anh chị đang chờ em trả lời câu hỏi, cho nên là em sẽ tập trung và ưu tiên là những anh trả lời quý anh chị xem live cho em nhé. Ok chưa ạ? Đó là HCM. Đó. Thế còn bây giờ cắt thì bây giờ từ từ anh. Nó vẫn giữ được hỗ trợ ở vùng 23.53. Đó. Thì bây giờ kể cả nó về đây nhé, hoặc chưa về đến đây, con HCM nó có tín hiệu phục hồi thì khi đó thì anh chị có thể là cơ cấu để hạ giá vốn để phục hồi lên, là để anh chị giao hòa vốn. Chứ còn bây giờ anh chị không dùng margin mà cắt đi thì thực sự là nó đang về gần đến nơi ở đây này. Anh chị nhìn ông Việt Nam Index không? Từ nay về cái vùng 1.150, 1.151 thì nó cũng chỉ còn 19 20 điểm nữa thôi. Đó đúng không ạ? Đấy, cho nên là bây giờ anh chị mà đem ra cắt nhé, cắt sau vài phiên nữa thì tất cả những mã cổ phiếu nó hồi đúng không ạ, thì có nghĩa là lại than vãn mà ôi chịu được đến gần phút cuối rồi mà lại còn đem hàng ra bán đúng không ạ, mà tài khoản mình thì lại không có gì là đáng là lo ngại, bởi vì sao? Không dùng margin đấy thì rất là đáng tiếc. Không dùng margin thì quý anh chị có thể nắm giữ tiếp được, không nên là bán tháo đúng không ạ, không nên cắt. Còn nếu mà tài khoản margin thì bắt buộc mới phải cắt để giữ an toàn cái tỷ lệ an toàn tài khoản thôi. Đó. Em chào anh Nguyễn Văn Năng, CTR và VTP có nên trung bình giá không? CTR. CTR này anh chị này, nó vẫn giữ được cái giao găm hiện tại bây giờ này. Gom dần thôi, gom dần có nghĩa là mình khi anh chị mua một phần thì cái giá của anh chị nó cũng được giảm một phần, đúng không? Tuy nhiên là con CTR này nhá, nếu như nó gãy ngày hôm nay gãy mất cùng giá 15.8
thì nó cũng sẽ về đến là còn về đến 108. Đó là cái hỗ trợ bên dưới này, cái hỗ trợ dưới này là hỗ trợ cứng nhá, hỗ trên nó cũng là hỗ trợ này. Tuy nhiên là nếu mà phải giữ được cái này. Đó, đúng không ạ? Còn VTP đúng không ạ? VTP. VTP này sáng nay cũng hở gáp nhảy cóc qua luôn cái một đoạn. Có quay lại test lại giao găm. Mà cái con VTP này chị nhá, nó test lại kiểu này có khi là nó đi luôn đấy. Nó đi là nó đi về vùng 57 7 với lại 60.15 là cái hỗ trợ nó trong khung tuần này này anh chị này. Đấy. Đúng không ạ? Khi mà ngày hôm qua nhé, nó không lấy được cái vùng là 68.7 688 đóng đến bên dưới thì sáng nay nó có một cái cú hồi nhẹ về này, chạm đúng vùng 67 à xin lỗi 68.8 này. Đó, đúng không? Cho nên là tại sao mà anh chị khi mua quanh đúng cái hỗ trợ nhé thì kiểu gì nó gãy đi. Đây là cái phiên ngày hôm qua nó gãy hỗ trợ nhé. Ngày hôm nay nó cũng giật lại, đúng không? Đúng không anh chị? Giật lại đúng vùng 68.8 đúng không ạ? Đó, để khi nào quý anh chị mà mua đúng hỗ trợ nhé. Kẻ nó gãy hỗ trợ, quý anh chị không bán đuổi thì hôm sau nó vẫn giật lại cho quý anh chị một cái cơ hội để ra hòa vốn, đúng không ạ? Xong hòa vốn xong thì bắt đầu nó mới xuống là 6645 này, xong bây giờ nó lại lên là 67 này. Đó, không biết là chiều nay thị trường nếu mà có chiều hướng hồi phục nhẹ nhé, giảm bớt cái sự mà chiết khấu điểm đi thì con VTP này nó không biết nó lấy được cái vùng là 692 không, thì nó là cái vùng đấy, nó là vùng tích cực, thì khi đó quý anh chị mình có thể là cân nhắc trung bình giá sau nhé, đúng không ạ? VND đã lên trung bình giá được chưa, để em xem nào. VND ạ, VND chưa anh nhé, mặc dù là nó về đúng cái hỗ trợ giao găm ở trong khung tháng này nhưng mà từ từ đúng không anh chị, hỗ trợ thì hỗ trợ vậy thôi, thế nhưng mà cái giá vùng giá này con VND, bởi vì anh chị thấy không, đầu năm nó cũng tăng đúng không, đây này có cái nến tăng 30 tháng 11 năm 23 này. Nó tăng như vậy thế nhưng mà vẫn chưa phải là so với cái cây tăng từ tháng 11 năm 23, nó chưa phải là thấp hơn đâu nhé. Cái giá thấp nhất của nó cái thời gian đó đó là 16.5 ấy, đúng không ạ? Nên là chưa nên trung bình giá con VND này vội anh chị nhé. Em chờ anh chị Đỗ Bình cho hỏi điểm mua là con Techcombank. Ok, em sỏi em xem cho chị nào. Techcombank. Techcombank thì quý anh chị canh đây này, nó còn hỗ trợ đây nhỉ anh chị này. Hỗ trợ là cái vùng thứ nhất là 41.1, hỗ trợ thứ hai là vùng 37.95-38. Đó. Thì anh chị mình mua cứ canh về đúng cái hai cái vùng hỗ trợ là anh chị mua thôi. Bởi mua mua gần hỗ trợ, nó có mất hỗ trợ đi thì những cái phiên sau nó vẫn sẽ quay lại có một cái có cú test lại quanh cái hỗ trợ thì cho quý anh chị mình lúc đấy mà nó không hồi phục nhá, gọi là nó gãy hỗ trợ nó lại giảm tiếp thì nó vẫn sẽ quay lại đúng hỗ trợ cho anh chị mình, lúc đấy là cơ hội để mình ra hòa vốn đó đúng không ạ? Chứ mua ở đây nhá mà nó rơi tiếp ở đây đúng không ạ, thì lại là lỗ, mà nó rơi về hỗ trợ bên dưới thì càng lỗ nữa, quá nguy hiểm đúng không ạ? Cho nên cái điểm mua của con Techcombank là chưa có nhá anh chị nhá, chưa phù hợp. Có thì đây bây giờ mua thì mua lúc nào cũng được nhưng mà cơ bản nó rất là phù hợp và an toàn. À, Vinamilk vào 68 có nên tục giữ không? Vinamilk đúng không ạ? 68. 68 anh chị mua tận ở đây. Mua ở đây. Mua đã mua cao xong là cứ thế là nó rơi. Vinamilk, Vinamilk vừa rồi là bị bán nhiều anh chị. Hầu như phiên nào cũng bị bán. Mà coi như thế là gãy hết các thứ rồi. Không còn gì nữa. Khung ngày cũng thế này. Hai dao hai kiếm mới chỉ xuống này. Thế rồi là khung tuần vậy này. Khung tuần này. Hai kiếm hợp bích chỉ xuống này. Thế rồi là khung tháng này. Khung tháng thì tuy nhiên là đây. Cái biên đáy của khung tháng rất là nhiều thời gian là ở cái vùng 62.9. Đó là cái giá thấp nhất của trong cái những cái mốc đóng cứ lần là đóng nến nhé anh chị nhé, chứ còn chân nó nhúng xuống là còn thấp hơn cơ đó, đây này đó, cái vùng này này, thế mà vẫn chưa về tới đâu đó anh chị thấy không ạ? Thế từ từ anh chị nhé, giữ thì giữ được, nếu như anh chị mà không dùng tỷ lệ margin thì giữ giữ được, coi là nó lỗ thì kệ nó thôi đúng không ạ? Có nhiều anh chị là cũng nắm giữ lâu cũng kiên trì thì đến lúc nó cũng sẽ là hồi về được. Em đã chào anh Trần Ngọc Vũ, CTS mua 38 nên cắt lỗ hay giữ tiếp? CTS
Anh mua giá mà 30 38 đúng không ạ? 38 là đây. 38 CTS này anh nhỉ. Sáng nay nó về hỗ trợ này. Không biết là nó có hồi phục về hỗ trợ như lại còn được mây đỡ, nhưng mà thời gian này mà với chiết khấu điểm như vậy thì mây thì cũng không được đỡ được nhiều mà chỉ có giao găm thôi. Thì bây giờ là nó có giao găm là vùng 34.75, hiện tại 34.9. Đó. Chờ hết phiên này đi anh chị. Hết phiên này đi. Sang tuần. Sang tuần khả năng tình hình nó cũng sẽ là đỡ hơn đấy. Thì khi đó quý anh chị mình cũng sẽ là cân nhắc có những chiến lược nó phù hợp và nhiều chiến lược nó hợp lý hơn. Đó là cái góc nhìn tư vấn của em. Còn quý anh chị mình thì cũng cân nhắc, nhưng mà tùy quý anh chị mà cảm thấy lo lắng quá thì anh chị tự xử lý thôi, chứ còn theo các góc nhìn phân tích của em là em theo cái đánh giá và nhận định của em thì góc nhìn của em thì em sẽ tư vấn là như vậy đúng không ạ? Còn anh chị quyết định vẫn là anh chị mà. Nó còn CTS này, CTS là về đúng hỗ trợ này. Dừng lại rồi. Đó. Em chào anh Nguyễn Thành Tân đã like ad cho hỏi thép Hòa Phát có nên trung bình giá với giá sàn 275 không? Từ phiên hôm nay. À có nghĩa là từ phiên hôm nay. Thế nhưng mà Hòa Phát tốt nhất là anh cứ phải về vùng 27 đi, 27 nó là hỗ trợ của nó trong ngắn hạn anh nhé. Đó. Còn không về thôi đừng mua, mua cao thì những về đây lại lỗ, đúng không ạ? Thế còn trong dài hạn nó còn hỗ trợ 25 6 nữa cơ. Nó còn bên dưới nữa cơ. Đó. Gom dần, anh chị gom dần, nếu mà chưa có Hòa Phát mà gom dần để nắm lâu thì gom được, gom dần từng phần một thôi. Mỗi hôm gom một ít, mỗi hôm gom một ít, đúng không ạ? Chứ không nên là phải là cứ mỗi mỗi tiếng gom gom một ít, mỗi tiếng gom một ít, thế xong rồi là đứng cuối ngày thì nó nhiều quá. Thế hôm sau nó giảm cái nữa thì nó cũng như nhau cả, đúng không ạ? Mỗi ngày gom ít thôi. Em chào chị Nguyễn Hằng nhé, xin đã nhận định chiều giữ của HHH ra 443. HHH ra 443. HHH đây nó cũng giống như Hòa Phát này. Nó vẫn giữ được cái hỗ trợ giao găm của nó đây này. Ở cái vùng là 36.7 ấy, con HHH này này. Chưa về tới nhé. Chưa về tới, chưa mất, chưa chạm luôn. Có nghĩa là cái hỗ trợ vẫn còn nguyên, mới nguyên luôn, mặc dù khung tuần nó đã mất đi cái hỗ trợ khung tuần là ở cái vùng 3 à, 38.6 387 rồi đây này. Đúng không? Nhưng mà khung ngày thì vẫn còn nhé. Đó, ngày vẫn còn. Không, tháng vẫn còn. Tháng vẫn còn hỗ trợ mãi bên dưới cơ. Giữ thì giữ được anh chị. 43 43 kể cả nó về 367 thì khi đó chị trung bình giá thì là vẫn được. Còn anh chị hôm nay trung bình giá thì nó phải hồi lên được cơ thì cái giá vốn của anh chị nó mới được giảm cái phần lỗ được giảm đi nhiều. Đúng không ạ? Chứ nó không, hoặc là đi ngang thôi cũng được. Chứ còn nó giảm tiếp thì tự nhiên lại không phù hợp lắm. Em chào anh Công Võ nhé, cho mình xin nhận định khả năng của phục hồi của sell và CAE. Sell. Ui, mấy cái con này sell rút chân kinh khủng luôn. Sáng nay hình như sàn sao anh chị. Xong lại rút chân này. Ok anh chị inbox cho em này, chờ một lát nữa. 5 phút nữa nhé, xong em xuống live, em trả lời nốt anh chị, xong em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình. Ok, CAE này. Con CAE không không ổn. Anh chị. Khả năng phục hồi thì con CAE nó không bằng sell đâu. Phục hồi không bằng sell rồi được. Đó. AGR 20.5 nên xử lý thế nào? AGR 20.5. AGR thì anh chị nắm giữ được. Kể cả nó về đến đây về đến 17.2, 17.3 thôi thì khả năng là nó cũng sẽ phục hồi thôi. Mà trong khung tuần nó vẫn có hỗ trợ nhé. Ở vùng 16 này, khung tháng hỗ trợ vùng 14.55 này chưa mất hỗ trợ thì AGR vẫn có khả năng dư địa hồi rất là tốt, đúng không ạ? Vinhome ạ. Vinhome này xem ra khó anh chị này. Anh chị vào cái mã này quá khó rồi. Lâu phục hồi rồi. À, xem giúp mà con VGS S2S giá nào mua thì không được. VGS đúng không ạ? Đối với cái con VGS này anh chị nhé. Chỉ có trung bình giá hạ giá vốn xong rồi đẩy luôn lượng hàng ra thì được. Khi có sự phục hồi vào trong phiên thì đấy là T0. Chứ còn con VGS này bây giờ thì
Nè, khả năng nó còn xuống đến cái vùng giá là 243 cơ. Đúng không ạ? Và ở trong khung tuần thì con VGS này vẫn có cái vùng hỗ trợ ở cái vùng giá là 23. Thì 23 ở đây trong khung ngày thì nó cũng là cái vùng biên dưới này. Đúng không ạ? Và dùng vùng 22.68, 22.7 thì nó là cái vùng hỗ trợ giao găm trong khung khung tháng của con VGS. Đó. SHS nữa là gì? T0 ạ, SHS ạ. Thì nó phải có sự phục hồi với T0. Đấy đấy, sáng nay SHS nếu anh chị bắt được cái vùng bao nhiêu? 16.8 này thì T0 được luôn đấy, T0 được luôn lúc mà nó hồi lên đấy. 18.5 này hồi T0 được luôn đấy. Ok, em xem nào. VGS giá 27, SHS giá 18.8. À. Cắt lỗ hay trung bình giá? Thì trung bình giá thì sáng nay con SHS nó nhúng xuống anh chị mà trung bình giá được thì quá đẹp luôn. Đúng không ạ? Quá đẹp luôn khi nó hồi lên lại đẩy luôn ra. Được giá rất là tốt. Mà giảm giá được cực kỳ nhiều luôn. Tuy nhiên là nó bây giờ nó lại quay về 17.3 rồi thì là cũng là không đẹp lắm nữa. Cũng là không phù hợp để trung bình giá. Trung bình giá mà anh chị muốn T0 ấy, T0 là có nghĩa là anh chị mua được vùng giá tốt, vùng giá thấp nhá. Đúng không? Thấp nhất của cái con đó trong cái phiên ngày hôm đó. Đúng không ạ? Ví dụ con SS này anh chị mua vùng 18.6 à 16.8 đi, đúng không? Thì là nó sẽ kéo cái giá vốn của anh chị đang bị âm sẽ giảm âm rất là nhiều. Thế đến khi mà anh chị mua xong nó rút chân nó kéo ngược trở lại là vùng 18.5. Thì cái vùng 18.5 đó thì khi mà quý anh chị vừa cái lượng hàng anh chị vừa mua vào thêm ấy là bao nhiêu? Nó dựa trên lượng sẵn có của anh chị thì anh chị đẩy hết lượng hàng sẵn có ra thì đương nhiên là nó sẽ là đếm là T0 nó là hạ giá vốn cực kỳ là đẹp nhé. Chứ còn bây giờ anh chị mua mua vào đúng không? Nó giảm tiếp thì không phải là T0 để trung bình giá đâu mà đấy là T0 để bị âm thêm anh chị nhé. Đúng không ạ? Em chào chị ở Nguyễn Thu Lan. À, cho chị hỏi điểm mua mới của DGC và CTR. DGC. DGC điểm mua mới của nó thì bây giờ nó đang bị mất cái hỗ trợ giao găm đó, phiên ngày hôm nay và ở cái còn hỗ trợ giao găm nữa ở bên dưới là vùng 102, 103 đó, thì là cái vùng quý anh chị mình có thể là về đó thì quý anh chị mình có thể tham gia mua nhé. Chứ còn bây giờ ở đây thì là nó vẫn vẫn chưa đang mất hỗ trợ giao găm này này, chưa lấy lại được này. Nó vẫn đang chơi vơi ở đây đúng không ạ? Mua đây nó mà không lợi giữ được chỗ này nó lại về đây nữa thì lại lỗ. À, ok, đó là DGC. CTR. CTR cũng giống nhau, hai con này giống nhau nhỉ này. CTR bây giờ nó đang ở đúng cái vùng này. Đó, anh chị mua một phần được, phần nhỏ thôi. Để nếu như mà nó có về đến vùng bên dưới là 108 nữa thì quý anh chị mình mua thêm được 108.2 ấy. Đó, đúng ạ. Ok, nếu vào phiên chiều rồi. Xem nào, điểm số chiều nay có tích cực hay không đây, hay là phải về đến 115 mấy đây chứ biết được. Mà năm mới thì căng quá đúng không ạ? Thì ngày hôm nay nó rơi quá nhiều điểm luôn. Hy vọng rằng là chiều nay có sự phục hồi, chỉ cần rút chân về lớp cái gap này thôi đã là đẹp lắm rồi anh chị nhé. Đúng không ạ? Đó là điểm số của Vietnam Index. Ok chưa? Ok, để em sẽ trả lời nút quý anh chị xong rồi lát nữa em sẽ xuống em sẽ hỗ trợ. Rất là nhiều quý anh chị đang cần sự hỗ trợ của em nhé. Nó rất là nhiều quý anh chị đang inbox cho em đây. Em biết được là trong cái giai đoạn như này rất là nhiều quý anh chị cần cần cái sự hỗ trợ, cần sự tư vấn về làm sao để
tài khoản của anh chị nó ở cái mức an toàn, nó cũng như là để anh chị yên tâm hơn, thì quý anh chị mình inbox cho em nhé, anh chị nhé, inbox cho em. Quý anh chị mình cần hỗ trợ tư vấn bất kỳ cái vấn đề gì về 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 thị trường, về những mã cổ phiếu anh chị đang giữ, hoặc là quý anh chị đang giữ hiện tại bây giờ nó đang bị âm như vậy mà chưa biết hỏi ai, thì có thể inbox cho em để hỏi em, anh chị nhé. Đó, qua cái số Zalo trên màn hình, hoặc là click vào cái đường link tham gia Zoom của em, thì từ đó thì em sẽ inbox cho em. Đó, đúng không ạ? Em sẽ trả lời quý anh chị mình nó chi tiết hơn nhé. Em sẽ dựa vào những cái thông số rồi em cho sẽ nói chung là sẽ giải thích cho quý anh chị thật nó hiểu kỹ hơn, đúng không ạ? Còn trên này thì em cũng sẽ là trả lời nó tập trung vào những cái mã cổ phiếu hơn là những cái chiến lược cho từng tài khoản của anh chị. Thì anh chị quan tâm thì inbox cho em nhé, kết bạn với em, xong rồi em sẽ inbox trả lời cụ thể. Đó. Ok, là CTR này. Đó. Ok này. À, chị Diệu Thảo buồn buồn quá. Và trong thị trường bây giờ thì nói chung là cái sự chiết khấu điểm này thì ai cũng vậy thôi mà chị, cũng không có ai là hồ hởi cả, đúng không? Kể cả những người có người cầm nhiều tiền mà cũng dành 20% hiện tại đang nắm giữ với vị thế không tốt nữa mà chị, cho nên là cũng không không chỉ riêng ai, đúng không ạ? Thị trường nó chiết khấu thì ai cũng vậy thôi, cho nên là trong thời điểm hiện tại thì anh chị em mình khi mà tài khoản mình không dùng tỷ lệ vay margin ấy, thì quý chị mình vẫn nắm giữ được, cũng không nên quá lo lắng, bởi vì sao, nó vẫn an toàn, không không vay mượn gì là yên tâm, đúng không ạ? Có điều là cầm lâu một chút thôi, chờ nó hồi lên, hoặc là chờ vào cái thời gian nó chuẩn bị hồi, nó có cái cây xác nhận là ngừng rơi, hoặc là có sự phục hồi, thì khi đó quý anh chị mình lúc đấy lại sẽ có chiến lược cụ thể, đúng không ạ? Về 1080, nói chung thì tất cả các phương án anh chị nhé, em không có phủ nhận và em cũng không khẳng định là nó về bao nhiêu. Tuy nhiên là em hoàn toàn dựa vào phân tích kỹ thuật của em theo từng phiên và theo từng cái từng giờ từng phút luôn anh chị nhé, đúng không ạ? Khung giờ em có này, khung ngày này, khung giờ này, khung phút này, kể cả khung tuần và khung tháng em có, đa khung thời gian em phân tích đủ luôn, đúng không ạ? Em dựa vào những chỉ số đó em phân tích. Đó, ok chưa ạ? Còn điểm số thị trường thì ngồi mình đoán không ấy, thì ai cũng đoán được thôi, và khả năng về về vùng này, khả năng về vùng kia thì ai cũng đoán, cũng chỉ là đoán thôi anh chị nhé, chứ còn thực tế mà để mà dựa vào một cái gọi là một cái phương pháp gì đó, đúng không? Anh chị khẳng định chắc chắn 100% để về về cái điểm đó thì rất là khó. Đó, đúng không? Rất là khó dự đoán được. Đó. Em chào anh Nguyễn Văn Tú, mua ETF gom dần, ok không, để em xem nào. ETF đúng không? Đâu ạ? Sao e... EVF hay là con gì chứ anh nhỉ? Đúng không ạ? Không 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 có con ETF. Ở chiều nay có khả năng hồi không? Chiều nay ạ. Nó đang còn giảm anh chị này, đang 66 này, 69 giờ 66 này. Khách sạn thì xuất hiện rồi, nhưng mà chưa thấy có một cái động thái gì nó tích cực để nó kéo cái điểm số thị trường lên. Đó. Cũng khéo lại bây giờ năm mấy? 51. Nó quanh vùng này. Cũng tương đối là căng thẳng với thế, nhưng mà quý anh chị mình kệ đi. Không 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 dùng tài khoản 6, không dùng tài khoản 3, đúng không ạ? Bên VPS mua thì quý anh chị cũng không đáng lo đâu. Nắm giữ thì đương nhiên là nó chiết khấu là cũng bị lỗ thêm rồi. Có rất nhiều anh chị bảo hôm qua lỗ, hôm nay lại lỗ, cứ nhìn nhìn thấy lỗ làm gì anh chị? Anh chị xác định đầu tư đúng không ạ? Mua cao chấp nhận phải 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 lỗ thôi. Đó là một. Hai là gì? Là anh chị tài khoản không dùng tài khoản vay thì cũng sẽ không bị call margin đâu, cho nên là không sao cả, nó lỗ kệ nó thôi, trước mắt là lỗ, đúng không ạ? Mua cao thì nó khi nó điều chỉnh sâu như vậy anh chị, và cả những người ta mua điểm đẹp mà có nghĩa là nắm dài hạn nhá, còn bị lỗ thì đương nhiên mình mua những ngắn hạn thì làm sao mà có lãi được anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà có chẳng qua là cái điểm mua nó sẽ quyết định được cái phần lỗ nhiều hay là lỗ ít của mỗi tài khoản khác nhau đó. Thì khi mà anh chị mà không dùng tài khoản margin, không dùng tài khoản vay để mua thì cũng không đáng lo đó. Hồi sáng nay thì em nghe thấy thông tin rất là nhiều tài khoản mình dùng tài khoản tỷ lệ margin bị call margin rồi. TCD với HNG đợi bán được giá nào? Ok, để em xem nào. TCD. TCD thì nó hồi lên thì anh chị trước mắt là có thể là 7.3 hoặc là cao hơn là 7.8. Đó, rồi HNG. HNG
HNG mà nó hồi lên được ấy thì trước mắt là có là nó sẽ hồi được khả năng về 4.3 đó anh chị nhé, khả năng hồi được về 4.3. À, FPT đúng không? FPT làm sao vậy? FPT nào? FPT. FPT đây này, FPT nó mà giảm tiếp khả năng nó còn về xuống đây, về 106 anh chị nhé. Sell không sàn đến này thấy ảo rồi. Cái con sell này nó thế mà anh. Nhà anh Đỗ Trọng Nghĩa, cái con sell này chuyên thế. Đấy, anh thấy không? Đây này, những cái phiên trước cũng thế nhá. Chuyên môn cứ nhúng xuống lại kéo giật lên. Đó. Thánh vẽ nến mà, con sell chuyên thế. Thế mà nó mà xuống đúng cái vùng giá này là cũng 17 như sáng nay là cũng căng phết đấy anh chị. Không phải đơn giản đâu. Mười bảy tám rồi. Em chào Lê Văn Hữu, PVT mua 266 được không? PVT giữ được không ạ? Đúng không ạ? Thì con VVT này bây giờ, PVT này bây giờ nó đang đúng cái vùng giao găm trong ngắn hạn này này anh này. Đây này, chạm đúng giao găm này. Không biết là nó giữ được giao găm này không. Nếu giữ được thì khả năng nó sẽ hồi lên được là 25.4, 25.5 đó. Con PVT này này, nếu mà giữ được thì lại tích cực quá đúng không ạ? Trong ngắn hạn. Trong tuần vẫn giữ được hai giao găm hỗ trợ, trong tháng vẫn đẹp. Đó. EVF xuống ra sâu quá để em xem nào. EVF đúng không ạ? EVF thì kể xuống sâu, nhưng trong khung tuần này nó đang còn một cái giao găm hỗ trợ nữa ở vùng 12.76. Đó, 12.8. Đấy, nó giữ được cái vùng này thì khả năng nó mới có là cái sự phục hồi. Trước tiên là tích lũy, nhiều tuần tích lũy đã, sau đó mới phục hồi đi lên được. Chứ nó không lên ngay được đâu. So với cái tình hình thị trường hiện tại. Lên được anh, FF đứng lên đi được, nó miễn là nó giữ được quanh vùng này, kể cả hôm nay là giá 13 đi. Nhưng nó phải giữ được cái vùng giá này anh nhé, không bị sâu thêm thì khả năng phục hồi nó còn mới là nhiều, là mạnh. Đó. Đang cầm phun tiền mà hồi hộp quá. Vâng, ok. Thế thì kể cả là phun tiền nhưng mà vẫn có những cái mã cổ phiếu mà anh có thể anh gom dần được rồi. Thế hoặc, mặc dù như vậy nhưng có những cái mã cổ phiếu vẫn chưa tham gia được. Thì bây giờ là có thể là nếu như anh có cái xu hướng đầu tư dài hạn đúng không ạ? Thì cũng sẽ là canh có những cái mã cổ phiếu nó về điểm mua lại, nhưng bắt đầu anh gom hàng dần được rồi. Nó là thời điểm rất là phù hợp đối với những quý anh chị mình đang phun tiền đúng không ạ? Đó, thì lại là cái cơ hội để quý anh chị mình, có những quý anh chị chỉ có đầu tư là dài hạn thôi, người ta cũng không thích ngắn hạn, thì đây là cái thời điểm rất là phù hợp để cho những quý anh chị mình mà có cái xu hướng mà mình thích nắm lâu đúng không ạ, là mình tham gia mình đầu tư nó là phù hợp đấy, gọi là gom hàng dần đúng không ạ. Đó. Thì quý anh chị mình mà quan tâm đầu tư tất cả các chiến lược đầu tư nhé, từ ngắn hạn này, từ đến xử lý tài khoản này, kể cả cần tư vấn về những cái mã tài khoản quý anh chị mình trong giai đoạn hiện tại, thì quý anh chị mình hãy inbox cho em hoặc là về với Zoom Zalo của em nhé, bằng cách click vào cái đường link ở trên phần khung chat, hoặc là quý anh chị mình mở app Zalo đó, quét cái mã QR trên màn hình và từ đó là sẽ về với Zoom của em. Thế hoặc là liên hệ trực tiếp qua em, nhắn tin cho em qua số điện thoại Zalo trên màn hình nhé, thì để đó em sẽ hỗ trợ quý anh chị mình đó, ok chưa ạ? À, ok, và nếu quý anh chị mình không ai còn câu hỏi nào nữa thì em Xuân Thủy xin phép được xuống live để hỗ trợ quý anh chị, đang rất là nhiều nhiều quý anh chị đang inbox cho em cũng cần sự tư vấn của em một cách là trực tiếp hơn, chi tiết hơn về những cái mã cổ phiếu hoặc là những mẫu danh mục mà quý anh chị đang đang nắm giữ. Mặc dù là quý anh chị chưa chưa có về với Zoom của em thôi, nhưng mà trong cái giai đoạn hiện tại anh chị nhé, quý anh chị mình mà cần sự tư vấn, cần sự hỗ trợ để làm sao mà cảm thấy nó yên tâm hơn đúng không ạ, thì quý anh chị hãy cứ inbox cho em nhé, inbox cho em Xuân Thủy anh chị nhá, em cũng sẽ là hỗ trợ tư vấn quý anh chị mình đúng không ạ, để làm sao mà quý anh chị mình cảm thấy nó yên tâm hơn trong những cái giai đoạn thị trường nó đầy biến động như vậy đúng không ạ. Thì em Xuân Thủy xin cảm ơn quý anh chị mình, cảm ơn những trái tim màu tím, cảm ơn những lượt like, cảm ơn những lượt chia sẻ, và cảm ơn những cái sẻ chia của anh chị, cũng là tình cảm anh chị đã chia sẻ trên buổi livestream của em là với cái thị trường hiện tại bây giờ
đúng không ạ? Đó, thì cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên livestream tới. Nó rất là mong được sự ủng hộ cũng như là chia sẻ nhiệt tình của quý anh chị. Đó, cảm ơn những lượt like, cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Xin gặp lại quý anh chị ở những phiên live lần sau, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Thì em Xuân Thủy sẽ live vào cái khung giờ là 11:25. Đó, thì là cái phiên vào cái khung giờ đó thì em Xuân Thủy cũng sẽ là hỗ trợ quý anh chị mình liên tục và trả lời cũng như là tư vấn. Cảm ơn quý anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.